Alo, 1, 2, 3, 4, tép bích. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4, tép bích. Alo. Alo. Anh em biết sao mình nói gì không nhờ? Hello anh em, hello mọi người. Và một nữa xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả các bạn đang có mặt trên livestream Kiếm Thủ Chim Sẻ Nắng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với lượt trận đầu tiên của Kiếm Thủ Chim Sẻ Nắng ở trong giải đấu AFF 4 mùa Super Cup. Chim Sẻ Nắng sẽ đối đầu với thủ Sen Long của nội dung Show Random. Và xin gửi lời chào đến tất cả anh em đang xem. Anh em có thể cho tôi xin một like, nút chia sẻ với livestream đúng không ạ? Anh em có thể cho mình biết là chất lượng âm thanh hình ảnh đã ổn hết chưa anh em ơi? Cả nhà mình ơi! Hello hello anh em nhá. Vừa rồi thì game thủ Mạnh Hào hơi đáng tiếc khi mà gãy cánh trước game thủ BB với một tỷ số rất là cách biệt, đó là tỷ số 0-7. Hơi đáng tiếc là Mạnh Hào. Mic bé đúng không ạ? Ok, em sẽ bình luận to lên một chút. Cái này chỉnh mic to ở đâu nhỉ? À, mic này là to mắc binh rồi mà. Alo alo. Mic bé quá đây, em để mic gần lại thì anh em thấy to hơn chưa? Nói như tâm sự ấy à? Ở đâu để em xem nào. Nghe hay đấy. Ôi, xe bảo nghe hay đấy mà. Nghe hay đấy. Ừ. Xe bảo nghe hay đấy, anh em lại bảo mic bé này. Ok, anh em ơi. Uầy, cái mic này mà tôi mà được sử dụng ở nhà của tôi thì nó gọi là mắc của mắc anh em ạ. Mắc của mắc luôn. Mic rất là ok. Ghế ngồi thì cũng mắc bình. Bảo sao? À, xin giới thiệu anh em, mình đang ngồi ở phòng của Chim Sẻ Nắng anh em ạ. Mình hôm trước vừa có cái gì lót lót đây đâu nhỉ. Đang ngồi ở phòng Chim Sẻ anh em ơi. Ui à, đúng máy của sếp một khác. Mượt quá. Bộ gaming gear này không biết là bao giờ tôi mới có đủ tiền để sắm được đây. Bộ máy đúng là đáng đồng tiền bạc gạo. Đây để bây giờ Sẻ báo về là dường như là lập mạng rồi thì phải. Ok, chào anh em nhé, hello mọi người. Hello hello anh em. Vâng, trong giải đấu lần này thì duy nhất tại giải đấu AFF 4 mùa Super Cup, anh em xem trận đấu nếu thấy hay và yêu quý các game thủ thì có thể dùng điện thoại nhắn tin theo cú pháp dưới đây để tặng quà cho game thủ thắng trận anh em nhé. Ví dụ như anh em thể soạn tin nhắn là DN5 cách 04 gửi 9158 với cước phí là 5.000 đồng. Hoặc anh em có thể soạn tin nhắn với cú pháp là DN15 cách 04 gửi 9158 với cước phí là 15.500 đồng để có thể donate cho các game thủ bằng chính gọi là chiếc điện thoại của các bạn đấy ạ. Để đó là một trong những hình thức donate dành cho các game thủ chúng ta ở trong giải đấu lần này. Anh em và như vậy theo tin nhận được là 5 phút nữa mới chúc anh em bạn 5 phút nữa để chờ game thủ chờ ban tổ chức cái. 5 phút nữa nhá, 5 phút nữa, 5 phút nữa chúc anh em ơi. Chào tất cả anh em xem nha, chào anh Lin Lin nha, chào mọi người. À, hôm nay thua BB 07, thua hơi sâu nhưng mà anh em cho xin một like một xe nào. Một đấm quả này nặng quá. Đấm gãy người anh trai tôi. Đấy, vừa thấy tinh một cái không biết ai vào. Đâu. Super Iron Man này thì không phải là anh Sen Long rồi. Đây các bạn nhìn thấy mặt của Sẻ đang gãi tai đây rồi. Mình này xịn quá anh em, quả mình xịn quá. Còn đến Vũ Mạnh Hùng đã gửi tặng chiếc đáng 100 sao nha. Hello tất cả anh em xem, hello mọi người. Rất mong anh em cho tôi xin một like, một nút chia sẻ cho livestream. Anh em bảo múc nhau đi này, nghe hơi căng anh em ạ. Ok. Súng giờ đây. Trái leo tít nha, cảm ơn anh Lê Việt Đo Hoàng đã gửi tặng chim trắng 75 sao và hiện tại thì đang có tiệc sao trên livestream Bí Thủ Chim Sẻ. Rất mong anh em có thể hoàn thành tiệc sao cho Sẻ ở trong buổi thi đấu ngày hôm nay.
Trong lượt trận đầu tiên khi mà Chim Sẻ đang tham gia giải đấu AOE 4 mùa Super Cup, Kami đã đăng status rồi, tất cả là lỗi của em, nhưng tôi nói thật với ông, nếu không lỗi của ông thì lỗi của ai? Đấy, ôm bom mắc binh thật, bình luận cho mạnh ngào thì chịu rồi. Ôm bom thì khoai quá. Giờ đăng bài lên bảo tất cả là lỗi của em, ơi trời ơi. Thế bây giờ không lỗi của em thì là lỗi của ai? Và dạy cũng chờ đợi đến với trận đấu này. Trong mùa ngày thi đấu hôm nay thì lượt trận đầu tiên Chim Sẻ Nắng sẽ diễn ra khi đối đầu với thủ Sen Long. Vào lượt trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 5. Và đối thủ của game thủ Chim Sẻ Nắng ở trong ngày mùng 7 tháng 5 sẽ là game thủ Nam Sông Kiêu, một game thủ cùng clan. Vào ngày mùng 8 tháng 5 thì Chim Sẻ Nắng sẽ đối đầu với game thủ He He. Và ngày 14 tháng 5 thì Chim Sẻ Nắng sẽ đối đầu với game thủ Ven Lớp. Ngày 15 tháng 5 thì Chim Sẻ Nắng đối đầu với Cam Quýt. Ngày 22 tháng 5 thì Chim Sẻ đối đầu với Mạnh Hào. Ngày 29 tháng 5 thì Chim Sẻ đối đầu với BB. Và ngày 4 tháng 6 đi Chim Sẻ đối đầu với Nam Sông Kiêu lượt về đấy, bắt đầu đánh lượt về đấy. Thì đối đầu với BB là sẽ kết thúc giai đoạn lượt đi, sau đó chúng ta sẽ đánh lượt đi lượt về. Đây, giải đấu mà chúng ta sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi lượt về nha các bạn. Rồi, chúng ta cùng chờ đợi trước khi đến với trận đấu với buổi tối ngày hôm nay, một cuộc đấu cực kỳ căng thẳng giữa Chim Sẻ Nắng và game thủ Sen Long. Và rất mong anh em có thể tặng sao cũng như là cổ vũ cho anh thủ Chim Sẻ Nắng trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và xin tự giới thiệu anh em, mình là bình viên Myro Channel. Mình sẽ bình luận cho các bạn các trận đấu của Chim Sẻ Nắng trong buổi tối ngày hôm nay. Đối đầu với thủ Sen Long trong kèo đấu Soul Random chạm 7. Mình nghĩ là cũng nhanh thôi. Nhanh thôi. Không đau đâu. Hứa với anh em là nhanh đấy. Anh em dự đoán như thế nào về tỷ số của lượt trận đấu này? Lượt trận đầu tiên mà Chim Sẻ Nắng tham gia thi đấu. Anh em dự đoán tỷ số nào không nhỉ? Kami vả hào quả này đau quá, vâng, chạy Vũ Hiếu Nghĩa nhá, chạy Mạnh Hiếu nhá. Úi trời ơi, tại sao nhột ngay Kami vào, nhột đâu bây giờ này. Này, chào anh em, chào anh em. Chơi tranh thủ rồi dành những phút quảng cáo khi mà chưa vào trận anh em nhé. Dự đoán ngay kết quả trận đấu đang diễn ra tại aoe4mua.vn. Hàng ngàn phần quà hấp dẫn đang chờ đón quý khán giả. Dự đoán tỷ số trận đấu đang diễn ra tại aoe4mua.vn. 30 phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ok, và anh cũng chờ đợi Chim Sẻ Nắng cũng như là game thủ Sen Long vào mạng trước khi đến với trận đấu này anh em nhá. Và như vậy sẽ có một trận đấu test tay giữa Chim Sẻ Nắng và game thủ Mạnh Hào. Trong khoảng gian để chờ đợi thì mình sẽ cho anh em xem luôn trận test tay này. Sẽ đối đầu với thủ Mạnh Hào ở trong trận đấu test tay. Và rất mong anh em cho xin một like, một nút chia sẻ video livestream. Cảm ơn anh em rất nhiều. Em là bình luận viên Mario Channel. Rất vinh dự cho em được bình luận cho anh em kèo đấu buổi tối ngày hôm nay khi đối đầu với Chim Sẻ Nắng, đó chính là game thủ Sen Long đến từ cộng đồng Anh Trung Quốc. Vào đây rồi, Mạnh Hào đã vào súng luôn. Sẽ có một trận đấu tay tay với game thủ Mạnh Hào ở trong trận thiếu này, trong buổi tối ngày hôm nay, trong lúc chờ đợi. Bắt đầu rồi mà chưa chạy đây. Rồi vào trận đây rồi, té tay với Mạnh Hào cái nào. Chưa bắt đầu được anh em đợi tí. Solo random anh em ơi, giải này là giải đấu solo random anh em nhá. Solo random. Đánh lượt đi lượt về luôn.
Này là do room rồi, bây giờ ping lại ngon. Rồi, cảm ơn Minh Luyện đã gửi sẻ 30 sao ạ. Đây là trận test tay giữa chim sẻ nắng và hình thủ Mạnh Hào anh em ơi. Test tay một trận với Mạnh Hào để xem mọi thứ nó có nằm trong tầm kiểm soát hay không. Diệt diệt đây rồi. Chụp thời, chụp thời. Rồi ok, test tay thôi, cho son luôn trận đầu đây rồi. Test tay ra cho son này thì vào kiểu gì cũng ra sen rồi. Rồi dễ dễ chơi, dễ trúng thưởng anh em ạ. Anh em có thể cho mình biết là chất lượng âm thanh ảnh ổn hết chưa? Tránh quên Nguyễn nhá. Ăn cơm cho em dài, em tranh thủ làm bát phở anh ạ. Tranh thủ làm bát phở em đi Bình Thuận rồi. Làm bát phở em đi Bình Thuận anh ạ. Yes. Rồi như vậy chúng ta sẽ sang room thi đấu để test một chút nữa. Ổn ổn rồi đúng không anh em? Ôi, hôm nay ngồi máy sướng quá trời ơi, bây giờ anh em chưa giờ ngồi máy nào nó hit như thế này cả. Dàn máy tính phải tầm độ hơn trăm củ anh em ạ. Chất lượng thật. Ở lại về ping 4 này. Ừ được đấy. Rồi đợi Hào lập mạng đã, đây rồi vào đây. Vô. Rồi vào phòng lại 999 ngay. Thế này là do room rồi. Do room thi đấu rồi. Ping ngay cũng cao luôn. Ảo thật đấy. Ok cảm ơn các bạn, Tiến Huỳnh đã gửi sẻ 75 sao nhá. Giải này với tổng giá trị giải thưởng lên tới con số là 2 tỷ 7 anh em nhá. 2 tỷ 7. Xin nhắc lại anh em như vậy. Giải đấu tổng giá trị giải thưởng lên tới con số 2 tỷ 7. Và đánh một thể loại là solo random anh em ạ. À vào nhầm room. Ok, như vậy là xe lăng nó lập mạng rồi, nhưng mà ping vẫn hơi cao. Đó, nhưng mà đã có người soi máy bên phía đối bạn là anh CLQ luôn. Vâng, chào nhau rồi thì nhấc em sang bên kia cái. Thực ra đây không cần không cần nhấc đâu cũng được anh em ạ. Mạnh Hà vào đây rồi. Và như vậy là reset room rồi. Đấy, ping ping ổn rồi đấy, ping ổn rồi đấy. Ok, ping ping ổn rồi, ping ổn rồi. Ổn rồi đấy, ổn rồi đấy. Ok. Có xe cu với xe long nhìn hơi hơi cao. Sẻ đang không biết làm nào để bảo xe long cho em sang bên kia ngồi cái. Ok, cũng thật ra thì chúng ta cũng chẳng cần sang bên kia ngồi đâu. Cái này là gì? Sao sao? Việt Nam
Vâng, các bạn để nghe thấy giọng của cả mấy anh em Trung Quốc thì phải.我组织不了，我要让麻雀组织。这个我主机一搞就切出去了。Đó, anh em có thể nghe thấy tiếng của anh Sen Long hay anh CLQ đang nói xì xà xì xồ đây, do sẻ là tiếng của Sen Long đấy, tắt mic đi là hết rồi. Ok, Hồng Anh không tham gia giải đấu này anh em nhá. Hồng Anh không tham gia giải đấu này. Go, let's go, get go, get go. CLQ phải thoát game rồi. Đợi CLQ vào mới chạy được em ạ. À, chuẩn bị xúc rồi anh em ơi, chuẩn bị xúc rồi anh em nhá. Có đánh sang đâu mà bung nhà chính anh ơi. Phải phải vào thì mới đánh đi chứ. Hôm nay ôm bom không em? Em cũng ở ôm bom đâu anh hỏi. Hôm nay ôm bom không em? Không xúc được bạn thì thôi, ôm bom gì? Nguyên chặt. Không nhìn thấy cửa thua đâu cả. Trái hoàng được danh Việt nhá. Vậy vậy lại tạo lại mạng. Ok, như vậy là sẽ được sang bên kia rồi. Chuyển rồi. Chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên được chưa? Anh xeo cu làm mạng đây rồi. Cả nhà mình ơi, triển khai thôi. Rồi, như vậy là trận đấu đầu tiên đã có vẻ được chuẩn bị diễn ra. Anh em đã sẵn sàng để đến với trận đấu đầu tiên, vòng thi đấu đầu tiên của Chim Sẻ Nắng trong giải đấu A24 mùa Super Cup do GTV tổ chức ở trong mùa giải năm nay được hay chưa ạ? Chim Sẻ Nắng sẽ đối đầu với Củ Sen Long ở trong lượt trận đầu tiên với thể thức Soul Random chạm 7. Rồi, Sẻ đã sẵn sàng rồi. Chúng ta cũng chuẩn bị đến với trận đấu đầu tiên ngay sau đây thôi. Và một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả anh em đã có mặt trên livestream game thủ Chim Sẻ Nắng trong buổi tối ngày hôm nay, và tôi sẽ đến với trận đấu đầu tiên giữa Chim Sẻ Nắng và game thủ Sen Long đối đầu với nhau ở nội dung show random chạm 7. Những năm mới vào nghề thì gặp Sen Long cảm giác nó khoai. Gặp Sen Long ở bất kỳ nội dung gì, kể cả random cung R hay cái gì gì đó, chúng ta đều cảm thấy rất khó thở. Nhưng đến thời điểm này thì tất nhiên một khoảng thời gian đã rất dài trôi qua, con người đã thay đổi, mọi thứ đều đã thay đổi, thì Sen Long không còn là một cái đối trọng quá lớn với Chim Sẻ Nắng ở trong nội dung show random nữa. Nhưng dù gì thì anh ấy cũng đã từng là một tượng đài của đế chế thế giới, nên chúng ta vẫn sẽ có một sự tôn trọng nhất định dành cho chủ Sen Long và không được phê quyền chủ quan ở trong kèo show random này. Vừa rồi thì game thủ Mạnh Hào, hổ tướng của FS, đã vừa để thất thủ trước game thủ BB, đội trưởng của Clan BB Club, với tỷ số đó chính là 0-7. Và Chim Sẻ Nắng cần phải lấy lại thể diện cho anh em FS ở trong cuộc đối đầu với game thủ Sen Long ngay sau đây. Và như vậy là chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên với Babylon trong tay của game thủ Chim Sẻ Nắng ở trận đấu này. Một bài đấu ở góc 9 giờ nền đất xanh mượt, có một cây gỗ gần nhà, và đây, quá hay anh em ơi. Sẻ mặt lạnh như tiền. Một bài đấu được cầm Babylon đối đầu với chắc là các bạn cũng đã biết quân đội bạn là gì rồi. Thì ở trận đấu này game thủ Sen Long là người được cầm Garrett. Và đây là màu quả đầu đang có, đó chính là 6 cây dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng chúng ta ở trong trận đấu này. Một bài đấu đang có quả đầu 6, một bầy hươu và những cây gỗ gần nhà đến xanh mượt góc 9 giờ. Baby đối đầu với Garrett thì đó rất đơn giản thôi. Đấy, lại còn đôi voi đi ơi, trời ơi. Ơi ơi, quá hay, bài đỏ luôn. Yêu đầu đôi voi kiểu gì chả thấy quả phụ hay bầy hươu nữa là đủ rep đời rồi. Lên đời ta lên bánh xe, đánh quân gì cũng lợi thế hơn quân của đấy ở trong trận đấu này. Và đây là bầy hươu đầu đang được đưa về dành cho game thủ Chim Sẻ, một bầy hươu có 4 con thôi. Em sẽ cố gắng đưa bầy hươu này về sớm để còn tiện đường ra khai thác những cây gỗ ở mặt hướng về khu vực sắp xếp bản đồ góc 6 giờ. Và đây là 4 con hươu được đưa về. Bây giờ sẽ đưa dân đi dò trong mặt 9 giờ, ta có một đôi voi rồi. Và ta sẽ lùa bầy hươu này về nhanh thôi. Với bầy hươu 4 này thì mình nghĩ là phát một dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng. Vâng, đây là giải đấu mình xin giới thiệu các bạn, đây là giải đấu AOE 4 mùa Super Cup
duy nhất tại giải đấu này, giải đấu AOE 4 mùa xuống cấp. Anh em có thể xem trận đấu nếu như thấy hay và yêu quý các game thủ, có thể dùng điện thoại nhắn tin theo cú pháp dưới đây để tặng quà cho game thủ khi thắng trận. Anh em có thể soạn tin nhắn theo cú pháp là DN05 DN, xin lỗi các bạn, anh em có thể nhắn tin theo cú pháp là DN5 cách 04 gửi 9158 với cước phí là 5.000 đồng. Anh em có thể soạn tin nhắn theo cú pháp là DN15 cách 04 gửi 9158 với cước phí là 15.000 đồng để có thể ủng hộ cho các game thủ tham gia trận đấu này, cũng là một hình thức donate dành cho game thủ chim sẻ nắng luôn, cũng gọi là có một tí donate dành cho tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đến với trận đấu này thì vẫn như thường lệ, xin phép anh em dành phút cho quảng cáo đầu trận đấu. Ok. Dự đoán tổng cùng, tổng chém ngay tại aoe4mua.vn. 30 phần quà mỗi trận đang chờ đón bạn. Nhận ngay xe máy, laptop, điện thoại khi dự đoán vận động viên vô địch lượt đi tại aoe4mua.vn. Ok, và ta cũng quay trở lại với trận đấu này. Đây là bài Babylon của anh thủ chim sẻ. Em đang có một bài hiệu 4 con về nhà chính cho mình. Đang đi dò để tìm thêm đồ ăn. Và đấu này thì cũng đã có gọi là một con đôi con voi. Đấy, bài hiệu 4 con đưa về. Chúng ta cần mỏ quả phụ nữa để ép đời. Đối đầu với con gừa đấy thì mình nghĩ là rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần lên được đời, chúng ta có bánh xe chống những bài đấu ôm bom đến từ cái thủ xe long thôi. Và chúng ta sẽ chơi phù chắc chắn rồi. Khi đối đầu với Greg thì một cái lựa chọn đơn giản là chúng ta có thể đánh phù vào đây rồi. Thêm một đôi voi nữa, chính xác là ba con voi nữa đến từ chim sẻ với hai voi đen và một voi vàng đã được đưa về. Đấy, các bạn có thể thấy rõ ràng một sự khác biệt rất lớn, sự khác biệt rất rất lớn. Đó là những trận đấu mà Hải Mazio bình luận thì nó khác so với bạn tôi. Anh em chắc là cũng đoán được bạn tôi là ai. Đây con voi thứ hai được đưa về đến từ cái thủ chim sẻ rồi. Bây giờ sẽ cố gắng câu đôi voi này về. Anh vài bốn voi hiêu đầu ép tròn đồ với 25 dân thì mình nghĩ vẫn là thoải mái. Còn nếu như mà cảm thấy muốn đánh nhiều dân khỏe nữa thì sẽ nên đi dò thêm một đồ nữa ở trong trận thiếu này. Và con voi đã được đưa về dành cho game thủ chim sẻ. Hơi đáng tiếc khi đều bài đấu được cầm Babylon mà lại không có quả phụ dành cho game thủ chim sẻ. Tôi nói rồi mà, giọng thằng Hảo đi lắm, đi thật sự ấy. Ok, ảo thế. Anh em lại bảo giọng Hải đi. Tránh Nguyễn Minh Mẫn nhá. Đây rồi, con voi thứ ba đưa về, bây giờ sẽ là con voi thứ tư. Đúng những gì mình dự đoán thì đây sẽ là bài đánh 25 dân đến từ cái thủ chim sẻ đáng rồi. Hải lại bắt đầu nói phét, em có bao giờ nói phét đâu các anh. Em bình luận với các anh với mục đích và ưu tiên hàng đầu là sự thật lòng. Quan trọng nhất là sự thật lòng anh em ạ. Cảm ơn Ngọc Long nhá. Có rất nhiều mini game để anh em có thể tham gia dự đoán ở trong giải đấu AOE 4 mùa Super Cup. Anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi ở phần comment để truy cập vào website aoe4mua.vn. Đấy. Và các bạn dự đoán rất nhiều những cái mini game, những hình thức dự đoán để anh em có thể dự đoán nhận về những phần quà như là điện thoại này, như là laptop này, máy tính bảng này, ui giời, là cả xe máy nữa. Ui giời ơi. Vâng, vào dự đoán ngay chứ còn gì. Tôi cứ mỗi trận tôi vào dự đoán phát kèo này tôi dự đoán nhẹ nhàng 7-0 mát. BLBM thiết kế và lên đời sớm hơn so với thủ xe long nếu xe ở đấu mà em sẽ kích đời ở trong đầu người trận thiếu này. Thêm một nghệ danh mới nhé anh Hải, Hải bớp. Okay. Sao lại Hải bớp? Bớp là gì nhỉ? Rồi, cơ cấu thôi. Bài đấu mà sẽ đào vàng dành cho game thủ chim sẻ nắng thôi. Đang cơ cấu xóa ruộng đây rồi. Là 4 cái ruộng đến từ bài đấu này của game thủ chim sẻ. Chào anh Nguyễn Ngọc Dương nha, chào anh em. Thể thức ở trong giải đấu này chúng ta sẽ đánh solo random chạm 7 vòng tròn tính điểm lượt đi lượt về. Đó. Để cho anh em có thể nắm được thể thức thi đấu thì chúng ta có tổng cộng đó chính là 8 game thủ. 8 game thủ tham gia ở giải đấu này gồm có game thủ chim sẻ nắng này, Mạnh Hào này, có game thủ Sen Long này, BB Ven Lớp He He, Cam Quýt và Nam Sông Kiêu. Đấy. 8 game thủ chưa ta? 8 game thủ Cam Quýt và Nam Sông Kiêu đâu không thôi? 8 game thủ mà. Đây là do game thủ Sen Long đã đến nhà chim sẻ thôi, chúng ta cũng quay trở lại với trận đấu này thôi. Và vậy là rất nhanh đến từ game thủ chim sẻ nắng để khóa chết con giò của anh Long. Ôi giời anh Long ơi. Không ăn được dân nào mà chết giò đến từ game thủ Sen Long, trong đó thì sẽ cũng chưa ăn được dân nào phía bạn. Lên đời và sẽ đã quyết định nâng cấp cái bánh xe cho mình khi đang có mớ ruộng đây rồi. Đang chưa đủ gỗ để thiết kế một chiếc nhà PP cho ta lên đời sớm hơn so với đội bạn. Và tất nhiên rồi, khi đối đầu với một game thủ đã từng lẫy lừng ở trong cộng đồng AOE thì chúng ta có một bài đấu rất là tôn trọng đối phương bằng một tình huống thổi phù. Thì đối đầu với con Greg này, thậm chí sẽ còn cẩn trọng bo hẳn con phù mình lại luôn.
để đối đầu với cái thủ Sen Long. Và chào tất cả anh em đang xem nha anh em, cho xin một like xe nha. Như vậy là có con giò mới đến từ anh Long. Bài khỏe thế nhỉ, có giò mới luôn. Nhưng mà anh Long vẫn chưa ăn được dâm xe. Thêm một tình huống về E để giữ phù nữa đến từ cái thủ chim xe. Một lạc đà đẩy vào bãi hoang bên phía đối phương. Soi thang để xem đối phương có thổi phù hay không, và một lạc đà đứng kê con giò đội bạn. Để chúng ta sẽ bắt con giò này có bánh xe rồi. Sen Long đang chưa có bánh xe và anh Long ơi, tí sâu sẽ là 1-0 nghiêng về cái thủ chim xe nắng ở trong trận thiếu này. Một bài đấu rất đơn giản để có thể hạ gục cái thủ Sen Long khi được cầm đơn vị quân được đánh giá nhỉnh hơn. Đó chính là Babylon đối đầu Greg. Anh Long có khả y nhưng với những tình huống có phù như thế này thì thực sự là quá khó dành cho cái thủ Sen Long để đối đầu với cái thủ chim xe. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ hai ngay sau đây. Và cảm ơn anh Bánh Trưng Thanh Vân đã gửi tặng game thủ chim sẻ nắng, đó chính là 500 sao. Và ta cùng chờ đợi đến với trận 2 ngay sau đây anh em ơi. Nhận ngay xe máy, laptop, điện thoại khi dự đoán vận động viên vô địch cả giải tại aoe4mua.vn. Nếu bạn yêu thích tuyển thủ, hãy bình chọn cho họ ngay tại aoe4mua.vn. Get go anh em ơi, get go. Đây mới trận đấu thứ hai. Rồi ok, cùng chờ đợi quân ở trận đấu này sẽ là gì đây? Yes. Ôi anh Long ơi, đây là vâng, Egypt trong tay của ứng thủ chim sẻ nắng với bài đấu gần góc 12 giờ với bên kia. Tôi đã thần kinh với tôi mất, tại sao nó lại cứ kiểu gọi là đơn giản, dễ dàng, vâng, dễ chơi, dễ trung thường, cứ thế thôi. Bắt đầu 6 cây dành cho ứng thủ chim sẻ cũng giống như trận đấu trước thì mỏ quả này nó xấu hơn một tí, nhưng nó cũng là 6 cây. 6 cây không có cây quả thứ 7 đúng không nhỉ? Mình nhìn kỹ ở cánh rừng thì không thấy có cây quả thứ 7 nào cả. Thì đây là một mỏ quả đầu 6 cây thôi. Và vẫn là một bài đấu mà các bạn biết rồi, chúng ta nó cũng dễ đánh thôi, chỉ cần lên đời có bánh xe chống bom bo thủ với P ra. Bên kia thì đội bạn chuyển qua một áo nên ta đánh hẳn qua hai áo, thậm chí cung L đội bạn luôn, đánh cung L đã đủ chết rồi, cần gì cũng hai áo, đánh kiểu gì cũng thắng được, không thể nhìn ra cái nước dưa gì thua. À có một nước dưa thua, đó là bài em ta xấu lên đời muộn thì sẽ có những tình huống đó là bị đối phương ép chết, có thể có những tình huống ôm bom đến từ đối phương, có thể có những tình huống đó chính là có thể có những tình huống gọi là dâng cung A một áo sớm vào bài Egypt để hạ gục con Egypt này. Thì đó là hai cái bài đấu mà chim sẻ nắng sẽ hết sức phải chú ý. Đây, anh em đợi chút mình đẩy này cái. Rồi bầy hươu là đưa về dành cho bài đấu này của game thủ chim sẻ và đang có những lý do đầu tiên dành cho em. Với một bài đấu được cầm con Egypt thì đang cố gắng lùa bầy hươu về, bầy hươu vẫn là bầy hươu 4 giống như trận đấu trước này anh em này. Và chào tất cả anh em xem nha, hello mọi người, hello anh em. Đấy, bây giờ đưa về rừng đây. Đấy, các bạn có thể thấy là chúng ta đã có hai đơn vị quân rất là ok rồi. Và chào anh em xem nha, hello mọi người. Rất mong anh em cho chúng tôi xin một like, nút chia sẻ video livestream ạ. Cảm ơn anh Lê Kim Tuyến đã gửi tặng sẻ 50 sao nha, chào anh Lê Trung nha. Rồi, được đưa về 4 con hươu. Anh em vui lòng chờ ra lát để chúng ta đến với một chút giây phút quảng cáo. Dự đoán thật nhiều để có cơ hội nhận ngay điện thoại dành cho 3 khán giả dự đoán đúng nhiều nhất tuần tại aoe4mua.vn. Ba khán giả dự đoán đúng nhiều nhất tháng nhận ngày laptop dự đoán tại aoe4mua.vn. Và ta cùng quay trở lại với trận đấu này. Và cũng xin thông báo với anh em đó là duy nhất tại giải đấu AE4 mùa Super Cup, anh em có thể xem trận đấu. Nếu thấy hay và yêu quý game thủ thì có thể dùng điện thoại nhắn tin theo cú pháp dưới đây để tặng quà cho game thủ thắng trận anh em nhé. Ví dụ anh em có thể soạn tin nhắn đó chính là DN5 cách 04 gửi 9158 với cước phí là 5.000 đồng. Và anh em có thể soạn tin nhắn là DN15 cách 04 gửi 9158 với cước phí là 15.000 Việt Nam đồng. Đây cũng là một trong những hình thức để anh em có thể donate trực tiếp cho game thủ bằng chính chiếc điện thoại của mình. Và xin cảm ơn anh em rất nhiều. Và ta cùng quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ nắng với một bài đấu được cầm đó chính là con Egypt để đối đầu với một con cho son. Thì trận này thì cũng giống như trận trước thôi, một bài đấu mà đang có bầy hươu 4 và đôi voi, nhưng giờ này thì nó hơn trước có quả phụ. Trước thì 4 voi, trận này có quả phụ rồi.
Anh em đợi một chút ạ. Sen Long thì các bạn có thể xem ở trên fanpage ai bốn người Sen Long, mình cũng chưa nắm được thông tin Sen Long nó phát đâu, để anh em đợi chút để mình hỏi Sen Long phát đâu để vào thông báo với anh em nhá. Bắt đầu cắt dân đi ăn mỏ quả phụ nên chim sẻ rồi, về cơ bản là cũng đủ đồ ở trong trận đấu này và đang cho dân để khai thác cánh rừng trên mặt 12 giờ. Và đấu mà đang có mong muốn đánh 25 dân đấy từ cái thủ chim sẻ, giống như trận đấu trước thôi, là đánh 25 dân cho nó dễ chơi, dễ trúng thưởng anh em ạ. Không có gì đâu phải quá khó khăn với bài đấu này cả. Và như vậy là Sen Long thì anh em có thể xem trên fanpage AOE. Xin vĩnh biệt cô. Chết một dân ở trong trận đấu này đến từ cái thủ chim sẻ với một tơn đi dò thêm và gặp ngay đôi sư tử. Cụ đi luôn. Vâng, đang xoay tham 19% đến từ chim sẻ nắng. Tôi chưa kịp nhìn chỉ số dò đến từ game thủ Sen Long ở trong trận đấu này. Vâng, có một bầy hươu nữa để có thể ăn hoàn đến từ chim sẻ nắng. Một bài đấu không quá lực dành cho con Egypt để đối đầu cho Son. Đây là một trong những bài đấu mà nếu như gặp con cho Son mắc của mắc, mắc của mắc của mắc thì hoàn toàn có thể bị bóp chết đến từ chim sẻ. Một bài đấu mà Sen Long có thể dâng lên ôm bom, hoặc có thể có những bài đấu là cái thủ Sen Long đánh theo kiểu dâng cung vào áo vào bài Egypt này của thủ chim sẻ. Một bài đấu mà vàng của chim sẻ nắng thì nó lòi hết ra bên ngoài và không có những cái bãi vàng trong ở trên mặt 12 giờ, thì đây sẽ là một khu vực 12 giờ gọi là bo kín được những mỏ gỗ đến từ game thủ chim sẻ nắng mà thôi. Có thêm một vòi đây đang chờ gỗ dồn lên để thiết kế nốt trước nhà BM. Những mỏ vàng đó ở bên ngoài anh em ạ. Trên mặt 12 giờ thì sẽ chủ tâm là ăn gỗ thôi, và nếu được thì lát nữa chúng ta có thể đóng một chiếc BG chay hoặc đen giá chính vào vẽ ruộng trong này. Một bài kích đời 11 phút 13 với bài 25 dân trừ 1 dành cho thủ chim sẻ ăn vàng luôn ở gần khu vực nhà BL để nhận được sự bảo kê và chốt một e trên góc 12 giờ cho kín hẳn luôn. Bên kia Sen Long đi đời sớm hơn cho chim sẻ, và đây là dân đi dâng của Sen Long và đó là BA. Ai trời ơi, đúng như cái gì mình dự đoán luôn. Thì các bạn có thể thấy bài cho Son này đi ôm bom vào nhà cái thủ chim sẻ và có cung tê luôn rồi. Đây là cung tê đến cái thủ Sen Long, chúng ta có ngựa giò nhưng giò của chim sẻ nắng đang là Omo và cần phải có tình huống khai thác vàng được đến từ chim sẻ thì mới mong muốn đóng được phủ, mặc dù đã cho rất nhiều dân ăn vàng rồi, xin lỗi, rất nhiều dân ăn gỗ rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải lên đời 3 thì mới có đủ điều kiện để đóng nhà BP. Và đây là pha bắt cung tê của đối phương đến từ chim sẻ nắng nhưng vẫn chưa bắt được. Sen Long cũng đang rất tỉnh táo trong những tình huống giữ tê của mình. Đó là một game thủ vâng, anh Long đã lên đời 3, có BL kẹp BA và anh ấy xin cung tê thì cũng xin ngựa giò, đánh rất giống các game thủ Việt Nam. Bài đấu đi ôm bom khi được cầm con cho Son, và con giò sẽ đã quay trở lại, một con giò vẫn là Omo và xin tê mới đến Sen Long khi đã lên đời 3. Càng đét đẹp luôn, và sẽ đang có vẩy E để cản bước những tình huống đi quân của đối phương. Bây giờ thì Sen Long chuẩn bị có những con ngựa chém rồi, và có lẽ chim sẻ nắng cần phải có những huống giấu dần. Và đây con ngựa chém đến từ thủ Sen Long, một lờ bánh xe và có thể đắp một P bên trong. Ok, giữa nhà BP này. Và đây là trong, đây là một trong những cái bài đấu mà mình đã nói với các bạn ngay từ đầu, đó là con cho Son có cửa thắng trước Egypt. Khi mà con cho Son lên đời sớm hơn, lực khỏe hơn, có những tình huống ôm bom vào bài Egypt này. Và bây giờ khi mà sẽ đã có những cái hốc bo nhỏ đến nhà BP thì hoàn toàn có thể là một bài đấu mà game thủ Sen Long chuyển cung A một áo để hạ gục được con Egypt trong tay game thủ chim sẻ, nên sẽ cần phải hết sức cẩn trọng. Rất may mắn là vẫn đang giữ được một tân dân chạy về góc 3 giờ, và Sen Long đang chưa kin được quá nhiều dân của game thủ chim sẻ. Đây là nhà đến từ game thủ Sen Long thì phải. Và cái đây này thì thoải mái rồi ơi, mày quá, có lạc đà một ngựa giò đi quản vàng. Rồi bây giờ chúng ta phủ cung tê đội bạn thôi. Có bánh xe luôn đến từ thủ Sen Long và lấy dân ra quật. Các bạn có thể thấy Sen Long đang rất tự tin. Có thêm một mỏ quả phụ để sẽ có thể ăn hoang. Nhưng mà lạc đà chắc chắn đang là Omo. Vâng, em xin ngựa chém anh trai ơi. Ấy trời ơi, ngon luôn, em xin. Về chất quân nó vẫn khác biệt nhau là quá nhiều anh em ạ, chất quân nó khác biệt nhau là quá nhiều. Năm nay đang ở số là 26/36 dành cho game thủ chim sẻ ở trong trận đấu này. Vâng, em lòng chờ mình trong giây lát mình Vâng, như vậy là game thủ Sen Long đã resize và tỷ số được nâng lên là 2-0 dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Một bài đấu mà Sen Long đã không ăn được quá nhiều dân của game thủ chim sẻ, qua đó đã phải chính thức 5 sàn. Những trận đấu nhẹ nhàng, đơn giản và đã có được chiến thắng. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây, trận thi đấu thứ 3 trong cuộc đối đầu trận 7 này. Em đã bảo anh em rồi, xin là xin vĩnh biệt. Bác khán giả dự đoán đúng nhiều nhất mùa giải nhận ngay xe máy. Dự đoán tại aoe4mua.vn. Hãy tặng quà cho tuyển thủ mà bạn yêu thích tại aoe4mua.vn.
Chúng ta cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây anh em ơi. Trận thi đấu thứ ba ở trong cuộc đối đầu này, chúng ta vẫn đang có trận đấu rất là tưng bừng trước game thủ Sen Long rồi. Và một nữa xin gửi lời chào đến tất cả anh em xem nha. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây, trận thi đấu thứ ba ở trong lượt trận đấu này. Dẫn trước game thủ Sen Long với tỷ số 2-0. Và để xem quân ở trận đấu này dành cho game thủ chim sẻ nắng sẽ là gì. Đã được đánh giá nhỉnh hơn đến từ game thủ chim sẻ, nhưng qua hai trận đấu đầu tiên các bạn có thể thấy là quân của chim sẻ nắng đã quá khác lại so với game thủ Sen Long. Thực sự là rất khác về quân rồi. Đang rất là khó dành cho thần Long đến từ cộng đồng ai Trung Quốc khi phải đối đầu với một con quái vật như chim sẻ nắng, lại còn được cầm quân cửa trên. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ ba, và các bạn vui lòng chờ xe lòng trong giây lát. Dường như anh này đang bận một chút. À đây rồi, xúc luôn rồi. Lại còn AC nữa. Ấy trời ơi. Ba trận đấu liên tiếp quân cửa trên này cho chim sẻ. AC Egypt thì chúng ta vẫn theo dự đoán cá nhân mình thì mình tạm thời là mình thích con AC hơn. Đấy. Thì tôi đánh giá con AC này được đánh giá cửa trên so với Egypt về khả năng ép đời rồi. Giá cứ ở trong map la mà các bạn cứ lên đời sớm hơn là kiểu gì các bạn sẽ có lợi thế đã. Và đầu 7 cây đấy chim sẻ một cái rừng đẹp ở đây. Với bài đấu được cầm Assyrian đối đầu với Egypt trong tay thủ Sen Long. Thường khi mà Egypt đối đầu với AC thì trừ bài đẹp lắm thì mới đánh thẳng cung thôi, còn thường đa phần là con Egypt nó sẽ lựa chọn lối đánh đó chính là một hai lạc đà điểm đầu sau đó chuyển hỗn mã. Thì đó là cái cách đánh mạnh nhất của con Egypt trong map la khi đối đầu với một cung tuyển như là con AC này. Quả đầu 7 đây chim sẻ rừng rất là đẹp mắt, hiệu đầu thấy luôn cạnh vàng, gỗ đầu cũng gần 3% rồi, quả đầu đến với thủ Sen Long. Hình như là không phải bị hiệu gần vàng cho mình bị hoa mắt. Đây là có thêm một cái rừng nữa đấy, thì thủ chim sẻ ở đây rồi, hai rừng thông luôn. À đây đúng hiệu gần vàng đấy, mà rõ ràng nãy tôi đã nhìn thấy con hiệu rồi. Bây giờ sẽ đưa về đến từ thủ chim sẻ với ít nhất đang có là 5 con đã. Sau đó đi vòng ra giữa bản đồ thấy đôi voi chạy chạy dần một tí lên mặt 12 giờ, thấy quả phụ nữa, mác binh phải sinh ra để giành chiến thắng rồi, chân mệnh thiên tử rồi. Bây giờ được đưa về đến từ thủ chim sẻ và có xe giò để tìm đồ ăn. Xe giò này sẽ cố gắng phát hiện đôi voi. Ơi vâng, đôi voi thấy luôn này, ảo thế nhờ. Tôi nên thần kinh với tôi mất, bố mẹ sinh ra để đi làm thầy bói mà tại sao lại đi đi làm bình luận viên đến chế làm gì, cho nó ít tiền ra, ngu thế như này. Ở đây là con quà phu nữa, trời ơi. Bịp rồi, ảo quá anh em ơi. Đáng ra tôi phải đi làm thầy bói cơ, tại sao tôi lại đi làm bình luận viên đến chế thế này, nhầm thật rồi. Xin phép em dành phút cho quảng cáo ạ. Truy cập ngay aoe4mua.vn để dự đoán và có cơ hội nhận ngay thẻ cào, điện thoại, laptop, xe máy. Bỏ ra 2.000 nhận ngàn quà tặng. Dự đoán ngay tại aoe4mua.vn. Ok, và chúng ta cùng quay trở lại với màn hình game thủ chim sẻ này. Đây là trận chiều thứ 3 trong cuộc đối đầu với game thủ Sen Long ở trong giải đấu AOE 4 mùa Super Cup. Duy nhất tại giải đấu AOE 4 mùa Super Cup, anh em có thể xem trận đấu nếu thấy hay và yêu quý các game thủ, có thể dùng điện thoại nhắn tin theo cú pháp dưới đây để tặng quà cho game thủ thắng trận. Anh em có thể soạn tin theo cú pháp là DN5 cách 04 gửi 9158 với cước phí là 5.000 đồng, hoặc DN15 cách 04 gửi 9158 với cước phí là 15.000 đồng để có thể cổ vũ cho các game thủ tham gia giải đấu này, cũng như là một hình thức donate dành cho game thủ chúng ta, thì là game thủ chim sẻ đáng. Tạm thời thì em đang dẫn trước với tỷ số là 2-0 game thủ Sen Long, và đây là bài đấu được cầm AC nó mắc của rồi. Hãy xin số Việt Lót ngày mai à. Vâng, thầy bói này mà biết mua vé Việt Lót nữa thì em đã không ngồi đây bình luận cho các anh rồi. Vâng, đây có voi là đưa về đến game thủ chim sẻ, bài đấu rất là bóc bình, ba rừng chạy ở cạnh nhà. Hiệu đầu thì đang có khoảng 6-7 con, voi một đôi, quả phụ một bãi, và có quả đầu 7 cây, gỗ đầu gần, quả phụ 5 cây thôi. Rồi sẽ giải quyết con voi này luôn, để con voi đầu tiên đi thủ chim sẻ, và rất là mắc binh. Ok, sau khi đóng chiếc BG này, khai thác quả xong thì chúng ta có thể hoàn toàn thiết kế trước nhà BS thứ hai. Ở đây là bài đấu có thể đánh thẳng cung được đến từ cái thủ chim sẻ.
để đối đầu với một Egypt cho thành thủ sẽ làm. Cần phải có thêm dân ra để khai thác quả phụ của mình ở trong trận đấu này. Các bạn muốn xem rõ màn máy thủ sẽ làm, các bạn có thể theo dõi qua fanpage AOE 4 mùa nha anh em. Cơ cấu dân khai thác thêm cánh rừng nữa S2. Nói chung là cái thao tác cũng sẽ này thì mình quá quen rồi, 26 dân đã kích đời 75x. Cú pháp là DN anh em nhé, cú pháp là DN5 cách 04 gửi 9158 là 5.000 đồng, còn DN15 cách 04 gửi 9158 thì sẽ là 15.000 đồng. Anh em có thể cổ vũ các game thủ thắng trận bằng cách soạn tin nhắn qua chính chiếc điện thoại của mình. Tài khoản anh em còn tiền anh em donate cho game thủ thôi, nó đơn giản, dễ dàng, dễ chơi. Thầy bói có biết đánh góp không ạ? Em không anh ạ. Em chưa biết là sân góp hình thù nó nhìn nó như thế nào đấy. Đấy, bảo em biết đánh góp không? Em không. Mà này thì đây là nhà BB đến từ thủ chim sẻ, mà này BBM kín luôn rồi, BA chúng ta căng ngang ra. Kể cả thủ sẽ long có ngựa dò lại đà điểm đầu vào để chơi được 26% đến sẽ long, và đấu dò rất rộng. Đấy, thế là quá lớn đến từ cái thủ chim sẻ với con đây chỉ 11% chỉ có dò. Bài đẹp. Rồi đây là BM và đây sẽ là BA đến từ cái thủ chim sẻ. Của bài đấu sẽ kích đời trong đầu 10 với 26 dân cộng 1 tầm 10.08, 10.09 gì đấy. Dành cho em thủ chim sẻ nào. Tránh Quang Huy nhá. Không như là 11x cơ. Đó lại hơi trễ nhỉ. Đây là AC không phải sang cho nó mình tính nhầm. Sorry các bạn. Đây là AC. Tôi lại cứ tính cái khoảng thời gian kích đời giống như sang. Rất xin lỗi anh em. Và đã bắt đầu xóa ruộng đến từ cái thủ chim sẻ và xin cung tê. Nói chung là trong nội dung show random thì chúng ta có thể được xin một đơn vị quân đời 2. Và anh em hãy nhớ là trong giải đấu này thì các game thủ đến từ Clan FS đặc biệt sẽ không được quyền quit ở trước phút thứ 13 ở trận đấu, hay là bất kỳ một game thủ nào tham gia giải đấu này sẽ không được quyền quit trước phút thứ 13 ở trận đấu. Kể cả cầm Greg đối đầu với Sen, các bạn cũng phải đánh đến phút thứ 13, mặc dù biết là khó để thi đấu nhưng đánh như thế nó mới chuẩn chỉ, nó mới chuyên nghiệp được, chứ không phải vào cái là lại quit ngay. Thành ra anh em cảm thấy nó hơi phế phệ phệ. Chúng ta sẽ phải thi đấu hết phút 13 anh em nhé. Theo thông tin tôi nhận được đến từ ban tổ chức là nếu như có một game thủ nào của FPS mà vào game chưa đến phút thứ 13 và quit ra thì xin phép là xin 5 cổ. Hoàn toàn có thể cắt tham gia giải đấu luôn để khỏi nhận những cái phần thưởng giờ trong giải đấu lần này. Giải đấu có giá trị giải thưởng rất cao tới 2.7 tỷ. Và bắt đầu xiên được vào nhà đối phương rồi, bạn kéo dò về thủ rồi. Hiện nay thì ngồi nhà chúng ta tăng A thoải mái thôi, không bị chọc máy gì cả. Đề giáp rồi, bắn dò được bạn đi. Và đó là đúng như những gì mình dự đoán thì các bạn có thấy là Sen Long để một dân đào vàng với ý đồ sẽ là sóc 1 đến 2 con lạc đà đầu. Đi dân đóng A chim sẻ nhưng quá đen dành cho anh. Và bài này của sẻ nó mắc binh quá, nên đời sớm hơn anh Long quá nhiều. Thì đến thủ Sen Long cũng không thể đẩy dò đến nhà chim sẻ được nữa. Thậm chí thủ còn tê giáp bây giờ còn khó chứ nói gì đi chém nhà sẻ. Con giò có công đến thủ Sen Long và sẻ đã nâng cấp mấy xe và đang bắn con giò đối phương. Chấp con giò này dưới dốc luôn, ở trên giò đến Sen Long rồi. Tỷ số sẽ là 3-0 với thủ chim sẻ khi đối đầu với Sen Long. Một trận đấu để đòi lại danh dự cho anh em FPS, chứ Mạnh Hào thì vừa thua với thủ BB với tỷ số nhẹ nhàng 0-7 thôi. Đau quá. Rồi đang tiếp tục chơi vào những nông dân của đội bạn đến từ cái thủ chim sẻ và tham gia của em là số là 33/48 thôi. Đang khai thác được những con nông dân của game thủ Sen Long, và Sen Long đã chết khá dân rồi. Đầu tiên là có thì Sen Long vẫn chưa bánh xe, thậm chí tôi chưa thấy lạc đà Sen Long đâu. Có khi Sen Long còn chưa biết nhà sẻ ở đâu ấy chứ. Nói gì đến những con lạc đà đúng không ạ? Tê giáp này ăn được quá nhiều dân của Sen Long. Cài. Khó. Rất khó để thật lòng đến từ Trung Quốc khi phải đối đầu con quái vật đến chim sẻ. Đã đánh ngay rồi, bài còn đỏ. Và tỷ số được nâng lên là 3-0 nghiêng về game thủ chim sẻ nắng ở trong buổi tối ngày hôm nay khi đối đầu với Sen Long. Hủy diệt luôn rồi. Nhưng nói chung thì từ đầu đến giờ 3 trận đấu đã qua, toàn cầm quân cửa trên rồi, có chất nào quân cửa dưới đâu. Toàn quân đỏ hơn. Chờ đợi trận tiếp theo ngay sau đây anh em ơi. Bỏ ra chưa đến 1 ly trà đá để dự đoán dinh quà to tại aoe4mua.vn. Cập nhật kết quả và lịch thi đấu ngay tại aoe4mua.vn. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây anh em ơi. Trận thi đấu thứ 4 ở trong cuộc đối đầu với game thủ Sen Long dành cho chim sẻ. Chúng ta đang dẫn trước với tỷ số 3-0 rồi. Cái gì này? Sen Long bật 73 bây giờ. Ôi trời ơi.
Vâng, một người mặc dù cũng rất là lạc quan như em, rất là yêu đời, có thể tin vào những điều không tưởng như em. Nhưng thực sự là với cái comment của anh bảo là Sen Long vượt 73 bây giờ thì em không thể tin nổi. Bất kiều gì? Egypt đến từ cái thủ chim sẻ đến đất bán sa mạc ở góc 9 giờ. Và đánh một trận đội quân ở trận đấu này dành cho anh thủ Sen Long, quả đầu thấy luôn chia sẻ rồi. Mackay. Vậy con này thì Sen Long tôi thích con Maxey của Sen Long hơn so với con Egypt của sẻ ở trong Mapla. Maxey trong Mapla nó cực kỳ là lợi hại. Với khả năng ép đời sớm, những tình huống quản rát đến từ những con chém Maxey thì các bạn vẫn biết rồi. Quả đầu là 7 cây đến từ cái thủ chim sẻ ở trong trận đấu này khi được cầm Egypt. Gỗ đầu không quá xa nên đất bán sa mạc. Có cho cây những cây quả bảy như thế này thì tất nhiên là sóc dân vẫn sẽ đều rồi. Mọi thứ vẫn đang rất là ủng hộ chim sẻ nắng khi đối đầu với Sen Long trong buổi tối ngày hôm nay. Cũng giống như cái cách mà các bạn đang cổ vũ chim sẻ nắng trong buổi tối ngày hôm nay vậy. Rất mong anh em cho tôi xin một like, một nút chia sẻ video livestream. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và những lý do đầu tiên đến từ game thủ chim sẻ nắng với bài đấu được cầm Egypt, một bài đấu đang có quả đầu 7 gỗ đầu gần. Baby chứ Maxey đâu, Maxey anh nhá, Maxey không phải Baby đâu ạ. Vâng, Sen Long chậm dân rồi mới thời điểm đầu. Và sẽ có quả phụ 6 cây luôn. Giỏ rất đỏ, chớm giỏ gái thấy quả ngay. Đâm đầu xuống mặt 6 giờ thì đang có một cánh rừng dừa ở đây. Nhưng tất nhiên là người ta không muốn khai thác gỗ ở cánh rừng này rồi. Nó hơi xa và xấu. Bây giờ người ta cần tìm đồ lùa về. Hai quả phụ luôn, thêm rừng thông. Yêu đầu thì kiểu gì cũng có mà chắc chắn là đủ đồ. Không trượt đi đâu được anh em ạ. Kiểu gì cũng có và kiểu gì cũng đủ đồ rồi. Và vẫn như thường lệ thì xin anh em dành ít phút cho quảng cáo đầu trận đấu. Dự đoán ngay kết quả trận đấu đang diễn ra tại aoe4mua.vn. Hàng ngàn phần quà hấp dẫn đang chờ đón quý khán giả. Dự đoán tỷ số trận đấu đang diễn ra tại aoe4mua.vn. 30 phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ok, bạn đã cùng quay trở lại với trận đấu này thôi. Một bài đấu cũng đã đủ đồ đến từ chim sẻ với bầy hươu đầu và hai quả phụ. Nhưng hơi đáng tiếc là bầy hươu nó lại nằm ở sát mép bản đồ. Và lát nữa chúng ta có thể ăn vàng với chiếc bét nhân đôi, ăn cả hươu. Bài này mà có con voi thì đẹp quá. Bài này chỉ cần một con voi thôi, nó sẽ là mắc của mắc. Nhưng hơi đáng tiếc cho sẻ là không có voi. Em sẽ cố gắng đưa về hai con hươu. Hai con hươu này, nếu như có con voi đưa về cộng với hai hươu thì cũng gần như bằng một bầy hươu đầu. Nó sẽ tuyệt vời hơn. Ép đầu chuẩn bị thiết kế tạo một cái rừng thông rồi bài hai quả phụ. Cảm giác như trận này sẽ nhớ map sao anh em ạ, đi dò rất là chuẩn. Cơ cấu dân khai thác chiếc bét đầu tiên của mình với bốn nông dân của Egypt và lúa nốt con hiêu thứ hai về với nhà chính cho mình thôi. Lát nữa có rảnh tay lùa được con nào thì lùa, không thì đi ăn quả phụ. Nó dễ chơi dễ trúng thưởng anh em ơi. Giống như cái cách mà các bạn thi đấu ở các bạn dự đoán kết quả trận đấu trong website aoe4mua vậy. Thì duy nhất tại giải đấu AV4 mùa Super Cup, anh em xem trận đấu nếu thấy hay và yêu quý các game thủ thì có thể dùng điện thoại nhắn tin theo cú pháp dưới đây để tặng quà cho game thủ thắng trận. Anh em thể soạn tin theo cú pháp là DN5 cách 04 gửi 9158 với cước phí là 5.000 đồng. Hoặc là các bạn có thể nhắn tin theo cú pháp là DN15 cách 04 gửi 9158 với cước phí là 15.000 đồng để có thể cổ vũ cho chim sẻ nắng. Đó là một trong những hình thức donate mà ban tổ chức giải đấu đã cung cấp cho anh em một cách rất là tiện lợi. Anh em có thể soạn tin bằng chính chiếc điện thoại của mình luôn, trừ vào tài khoản điện thoại anh em luôn là xong rồi. Maxey vẫn phù được anh ạ, hung vào thì Maxey max rời, vẫn bị phù hết. Chỉ có điều là tỷ lệ phù của Maxey thì nó khó thành công hơn thôi. Tỷ lệ mà ta phù được đơn vị quân Maxey nó khó thành công hơn thôi so với đơn vị quân khác. Em sinh năm 94 anh ạ, em tuổi trò. Đây là một quả phụ 6 cây đến chim sẻ trong trận đấu này. Hai quả phụ hiệu đầu vẫn còn, tạm thời mới đưa về được hai con thì còn khoảng 4-5 con nữa ở gần khu mỏ vàng. Nhưng mà trước mắt là chúng ta sẽ khai thác quả phụ trước. Bài này thì có thể đánh 26 đến 27 dân đến chim sẻ. Mình nghĩ là sẽ lựa chọn đánh 26 dân, không như vậy là vẫn ở đây đúng 26 dân đây thôi. 26 dân thì ép đời nó sẽ ok hơn. 8 phút 14 với 26 dân. Thời điểm đầu Sen Long còn chậm dân nữa nên lợi thế vẫn đang có dành cho chim sẻ ở trong trận đấu này. Khi mà đối thủ chúng ta còn chậm dân thời điểm đầu, chỉ ăn hai con hươu với bầy hươu đầu thôi. 27 dân 22%, bài Sen Long Maxey 22% là cũng không phải là quá xấu đâu. Maxey là bóng giò nó rộng rồi, 22%. Đang gom dân để cơ cấu nhà điều kiện đến từ chim sẻ với chiếc BB rồi còn đóng cả BM nữa. Nhưng mà đây dường như là bài đấu mà sẻ đang muốn khung rộng à. Rồi Maxey khung rộng thổi phù á. Đây là BB. Thì bài đấu muốn khung rộng thật này. Đây là bài đấu mà sẻ đang muốn khung rộng thì phải anh em ạ. 23% thì nó đi dâng đến từ Sen Long. Ở trong trận đấu này không chết dân. Giải này đánh vòng tròn lượt đi lượt về anh ạ.
hai con dân để chuẩn bị đóng nhanh BM. Nhà quân thì chắc sẽ đóng gần đến mỏ quả phụ mà sẽ đóng BG ăn trước ở bên ngoài đây, hướng ra giữa bản đồ. Khung nhà từ từ, đây là BM và đây sẽ là nhà BL dành cho thủ chim sẻ để đối đầu với lại một con Max C dành cho thủ xe long. Nên đời sớm hơn đối phương khá nhiều trong trận đấu này. Đó bài đấu đẹp. Rồi kích đời trong đầu 10 thôi, 10-38 với bài 26 dân không cộng. Đến từ thủ chim sẻ và xin giò luôn, giờ đi ăn vàng. Bây giờ chúng ta có thể có một chiếc S nhân đôi ăn cả vàng cả hiêu và chúng ta chưa cần phải vẽ ruộng vội. Tận dụng lượng gỗ đó để bò nhà trước và thậm chí lên cả chặt gỗ để chim sẻ nắng luôn. Hôm nay Egypt nó cũng là một trong những cách để có thể chống lại được con Maxe ở trong trận đấu này. Đây bãi vàng đây thủ chim sẻ khá tinh toán khi đóng chiếc bét như thế này để ăn hiêu cộng với đó là Kenny móng gỗ ở mỏ vàng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xóa một vài chiếc ruộng. Chưa vội vàng khung nhà đây chim sẻ vì đây đời sớm hơn đối phương rất nhiều. Chúng ta cùng xem xe long đang nằm ở đâu trên bản đồ này. Ba dân ăn vàng thôi, hai chiếc ruộng tín bưng lên giáp đây rồi. Đây là nhà của cái thủ xe long và bài đấu mà anh Long cầm màu hai và đó là con Maxe đến từ anh Long. Bắt đầu khung nhà chim sẻ và xe long sẽ đánh giò thủ với sẻ trong trận đấu này còn chưa đào vàng cơ. Maxe anh trai bây giờ phút 12:30 chưa đào vàng, đào vàng đi chứ, là một dân rồi. Ôi đánh thế này thì khó cho xe long quá. Bài xe long lên muộn hơn một lần A lên chim sẻ. Còn mãi Egypt là một trong những cách để có thể chơi lại được con Maxe. Rồi xiết. Ok. Thêm một con dân nữa phải nằm xuống. Tiếp tục chọc được dân đối phương. Ok luôn. Chết 4 dân đến từ xe long rồi. 5 dân. À thôi, em xin 5 dân của anh, xe long còn chưa lên đời 3. Thì làm sao để xe long chống lại được bài Egypt này của sẻ đây. Khung nhà từ từ. Thêm ruộng. Và có giò đến xe long bây giờ mới kéo giò về thủ. Sẻ lên đời rồi. Lạc đà chuẩn bị đến nơi rồi. Đây nhà của đối phương đã lên đời 3 xong đến từ anh Long. Hôm qua cũng có vẻ là không khung gì cả. Ai chậm vẩy hay nhưng giò không đuổi hơi đen. Không vẩy được ngược chắc là mất giò đến chim sẻ rồi. 1L 1A thôi, chúng ta sẽ có cung R. Bây giờ sẽ thả thẳng vào bãi vàng đối phương. Tầm này mình nghĩ là xe long chưa kịp bo. Lấy đâu ra lực mà bo hết được rộng như thế. Đâu có lạc đà đâu rồi. À tôi để chơi ngựa giò trước vậy cũng được. Cung R đến nơi rồi. Thì xe long sẽ có thời gian để bo bế nhà cửa mình. Thậm chí còn chưa bo được luôn, đang đóng và quýt luôn lên xe long và 4-0 cái về thủ chim sẻ. Với anh long thì đóng cái gì nên là đóng hòm mà. Và anh ngồi vẽ ruộng khung nhà này còn chưa khung xong thì đánh cây gì. Và anh cũng chờ đợi đến với trận đấu thứ 5 ngay sau đây thôi. Và các bạn có thể thấy là rất nhanh chóng thì chim sẻ nắng đã có được chiến thắng trước game thủ xe long và chờ đợi trận tiếp theo ngay sau đây. Dự đoán tổng cùng, tổng chém ngay tại AOE4mùa.vn. 30 phần quà mỗi trận đang chờ đón bạn. Nhận ngay xe máy, laptop, điện thoại khi dự đoán vận động viên vô địch lượt đi tại AOE4mùa.vn. Rồi ra cùng trở lại đến với trận đấu thứ 5 khi mà chim sẻ nắng đang dẫn trước với tỷ số là 4-0 trước game thủ xe lòng rồi. Khoai cho anh dài tôi quá. Chào anh Cường lãi nhá, chào anh em. Đây rồi, như vậy là các anh thủ đã vào. Và các anh cùng chờ đợi sẽ quay trở lại trước khi đến với trận đấu tiếp theo. Cảm ơn Đỗ Phú đã chia sẻ 75 sao ạ. Tiểu Tính Ngư không tham gia giải này anh ạ. Trong giải đấu này chúng ta có chim sẻ nắng Mạnh Hào, Nam Sông Kiêu, bên lớp BB Cam Quýt, bên lớp BB Cam Quýt Hè Hè Sen Long. Đó, 8 người, 8 game thủ. Rồi, như vậy là chim sẻ nắng quay trở lại ở trong trận đấu này rồi. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 5 ngay sau đây. Chào Thường Tiến nhá, hello em. Yes. Em như kiểu là Thường Tín vậy. Đây rồi, đây sẽ là đơn vị quân gì đây? Và như vậy là Katha con quân. Vâng, để mình check lại xem có đúng là cho son đấy từ anh Long hay không đã. Sẽ cầm Katha và Sen Long là người được cầm cho son ở trong trận đấu này. Quân này thì chúng ta yếu hơn bạn một tí. Katha cho son phù rẻ hơn. Ok. Lý do đầu tiên đấy từ game thủ chim sẻ. Đây là một trận đấu mà quân xấu nhất từ đầu đến giờ thì chim sẻ thôi. Là một con Katha nhưng cũng chỉ phải đối đầu một con cho son thôi. Mình có thể đánh phù thôi bạn. Quả đầu xấu, không chỗ đóng G. Đen rồi. Đóng G lên trên này thì hơi khê anh em ạ. Quả đầu có 6 cây đi chim sẻ nắng. Thì đối đầu với cho son và Sen Long. Katha cho son ở trận đấu này.
8 game thủ cho tiền thưởng nhiều thế. Ngoài tiền thưởng cho game thủ ra thì anh em tham gia dự đoán ở trên website ae4mua.vn các bạn có thể nhận được cả những cái điện thoại này, laptop này, máy tính bảng này, xe máy này. Ui trời ơi. Thì tiền thưởng nó chả cao, lượt đi lượt về, trận nào cũng có dự đoán. Thì giải thưởng của giải đấu nó phải cao lên chứ anh em. Ngoài ra thì nếu như mà các bạn nào thấy game thủ đánh hay, sau mỗi trận đấu thì duy nhất tại A4 mùa Super Cup thôi. Anh em xem trận đấu thấy hay và yêu quý game thủ thì có thể dùng điện thoại nhắn tin theo cú pháp để tặng quà cho anh em game thủ thắng trận. Các bạn có thể soạn tin theo cú pháp là DN04 gửi 9158 với cước phí là 5.000 đồng. Và các bạn có thể soạn tin theo cú pháp là DN15 cách 04 gửi 9158 với cước phí 15.000 đồng. Đây cũng là một trong những hình thức donate dành cho game thủ ở trong giải đấu lần này. Rất đơn giản và tiện lợi dành cho anh em muốn cổ vũ cho game thủ của chúng ta ở trong giải đấu này, khi có thể nhắn tin bằng chiếc điện thoại di động của mình để tặng quà cho game thủ luôn. Và quay trở lại với bài đấu này của game thủ chim sẻ thì đây là bài đấu 3 voi hiêu đầu quả phụ mắc của mắc dành cho Catarian rồi. Chỉ có một vấn đề duy nhất là chim sẻ, đó là quả đấu hơi xấu khi mà nó ở dốc mà thôi. Bài này thì gỗ đầu cũng gần rừng cũng có nhiều luôn, rất là nhiều đồ ăn đến từ một con Catarian, đến từ game thủ chim sẻ. Quan trọng là sẽ thi đấu như thế nào với game thủ Sen Long ở trận này thôi. Xin anh em dành phút cho quảng cáo đầu trận đấu ạ. Nhận ngay xe máy, laptop, điện thoại khi dự đoán vận động viên vô địch cả giải tại aoe4mua.vn. Nếu bạn yêu thích tuyển thủ, hãy bình chọn cho họ ngay tại aoe4mua.vn. Vâng, và đang cùng quay trở lại với trận đấu này. Như vậy là tháng vừa rồi mình làm được có 41 công. Thì mình với Mạnh Hào là hai người làm nhiều nhất ở công ty trong tháng vừa rồi. Vâng, vừa có cái bảng công anh ạ. Đây sẽ là chiếc BS đầu tiên dành cho game thủ chim sẻ nắng với bài đấu này. Một bài đấu có khá nhiều voi, dường như là 4 con voi thì phải, nếu như mình nhìn không nhầm. Thêm một chiếc BS nữa và câu thêm 2 con voi này về. Bài 4 voi hiệu đầu quả phụ. Chỉ có một vấn đề duy nhất là quả đầu nó hơi xấu nên đây không phải là bài gọi là mắc của mắc. Nó chỉ đẹp về... không đẹp về đồ ăn. Thế nhà nó cũng chưa phải là quả mắc binh. Đẹp về những đồ ăn về sau thôi. Có mỗi một vấn đề hạn chế chúng ta đó chính là quả đầu. Sẻ hôm nay bài ổn thật đấy. Bài nào cũng voi đầy nhà. Hải, thầy Hải Hà Đông ngồi đây đi. Bài không đẹp cũng phải đẹp chứ đi. Anh hỏi câu hơi này, hơi buồn đấy. Và câu đôi voi cũng rất là đẹp mắt đấy, từ chim sẻ nắng thì mỗi voi trên một hướng, bốn con voi nằm bốn góc. Và đầu cắt dân đen mỏ quả phụ 6 cây để cho chim sẻ nắng đây rồi. 40 công thì trừ 26 công đi thì còn dư được 15 công. 15 công nhân 2 lít lên thì được thêm 3 củ. Như vậy lương tháng này được 13 củ. Lấy đâu ra mà anh em tính ra là 20M với cả 30M với 50M. M gì mà nhiều M thế. M ở bảng chữ cái. Chữ M của tôi thì không có. Em bảo thật đấy các anh, là lương cứng là 10 triệu, bây giờ làm được 41 công thì trừ 26 công đi còn 15 công dương. 15 công vượt thì nhân 2 lít một công. Đó. Cháu ngân ngân như này luôn em. Tôi mạnh hảo mỗi người 41 công. Ok, và ta cùng quay trở lại với trận đấu này của game thủ chim sẻ. Bài đấu được cầm Catarian đối đầu với Cho Son đang có bài 25 dân và đang đưa dân về mặt 6 giờ này để có thể đóng BBBM gì đấy. Đấy là BB đến game thủ chim sẻ. Bài này sẽ có BBBM. Chúng ta có thể chuyển qua một áo để chơi với đội bạn nữa. Thế bảo là Mạnh Hào chán Cami lắm rồi các bạn ạ. Và như vậy là vẫn kích đời ở trong đầu 10 dành cho đối thủ chim sẻ. Đang chờ nốt thịt dồn lên. Đóng nhà BL xong và cộng 1 dân kích đời ở 10 phút 43. Với bài 25 dân cộng 1. Đến đời xong còn tới 2 bầy hiêu ở mặt 6 giờ này để em có thể khai thác nữa. Chào anh Ebisu Mạnh nhá. Chào tất cả anh đang xem, hello mọi người. Hải xem rõ anh em lương giờ mà 2 lít. Thì bọn em bình luận có những hôm bình luận chỉ 2-3 tiếng thôi. Thì vượt công thì tính thêm 2 lít. Có những hôm thì nó dở hơi, nó bình luận nhiều nhiều lên. Như trong giải đấu thì bình luận lâu hơn thì cũng vẫn tính 2 lít thôi. Nó bù trừ nhau mà anh. Một tháng có 25 công, à 26 công rồi.
Với cả bọn em cái gọi là tính chất công việc của bọn em nó cũng khác nữa. Nó không như anh em khối văn phòng. Khối văn phòng thì anh em hôm nay 30 tháng 4 là anh em ở nhà nhậu nhẹt tưng bừng rồi. Bố lô xua rồi đấy. Còn này bọn em thì vẫn đi bình luận. Nhưng mà có những ngày như thứ hai bọn em ở nhà ngủ đến hết cả một ngày chả phải đi làm. Thì nó khác với anh em văn phòng là như thế. Chúng ta cũng quay trở lại với màn máy thủ chim sẻ thôi. Chúng ta cũng xem Sen Long đang nằm đâu. Một bài mà vẫn sẽ đóng BL trước đến từ thủ chim sẻ. Nhưng có những hướng nâng cấp chặt gỗ rồi. Công sao đầy đủ đến từ ngựa giò. Với bài đấu này đang cho khá nhiều dân khai thác vàng. Chúng ta có thể thủ phù thềm đầu sau đó chuyển quân. Nếu như có được lợi thế anh em ạ. Nâng cấp bánh xe và một L đến từ chim sẻ. Có giò công giáp nhưng hơi đáng tiếc khi mà giò lỗi nhà của anh thủ Sen Long. Trận đấu này Sen Long ép đời 2 cũng khá là chuẩn. Là thủ 1P. Rất là tôn trọng đối thủ ở đời 3 thì Sen Long cũng đã lên rồi. Khoanh ruộng khá to. Sen Long. À, bài đấu mà không có nhiều lực ăn hoa nên Sen Long xóa rất nhiều ruộng. Và đánh thẳng cung dành cho anh Long luôn. À cha. Ghê quá ta. Ở trên thẳng cung đây thì em cứ đánh chém kẹp phê ra dân đều đã. Con giò chọc này nó tất nhiên là sẽ có những cái khó chịu rồi. Soi tham để xem Sen Long thủ phù hay không thì chúng ta đã rõ ràng nhìn thấy nhà BP của Sen Long rồi. Nếu mà để con giò công giáp này bắt được con phù nữa thì đẹp. Con giò này bắt được con phù nữa thì ngon quá. Bắt được phù đầu thả là đà vào chơi. Mắc bình 2P Sen Long luôn. Hay anh Dài ơi. Anh Dài ơi này. Anh Dài ơi này. Ôi rồi ôi luôn này. Này thì anh Dài ơi này. Anh ơi. Dài ơi. Vẫn phù đỏ được đến từ Sen Long. Màu hai có khác đỏ đấy. Hôm nay là 33 trên 36 thì thủ chim sẻ bắt đầu xóa ruộng. Vẫn có thêm một con lạc đà nữa tách lên cho con phù thủy thứ hai của Sen Long chuẩn bị ra. Chúng ta ăn được 4-5 dân của thêm thủ Sen Long. Thì lực của Sen Long sẽ yếu đi. Chúng ta cũng sẽ phải nhanh chóng chuyển những con công an một áo để chờ với anh Long nữa. Chúng ta sẽ không đánh lạc đà chay như thế này anh em ạ. Mình nghĩ là sẻ sẽ chuyển đấy. Bởi vì đã có những tình huống nâng cấp chặt gỗ rồi. Bây giờ đang cố gắng cung nhà ra ruộng bền lực đã. Để sau đó chúng ta tăng Nga. Còn lâu Sen Long mới đẩy. Sen Long chưa đẩy ngay đâu. Nhưng mà chúng ta đang áp lực rỉa rỉa với mấy con lạc đà đi ngoái ngoái này. Và nâng công nghệ phù thủy và công cả phù lên luôn. Phù công an váy của đối phương. Biến quân đội bạn thành quân của chúng ta. Ở nhà thì vẫn đang ăn hoang thêm những con hiêu ở mặt 6 giờ. Nhớ đạo nhà BM lên gỗ 2 nữa. Có phù thủ tại nhà. Đóng A chưa. Đóng phù công an một áo của Sen Long nhưng mà sẽ lại phù đen rồi. Thế này là Sen Long có thể đẩy luôn được rồi đấy. Sen Long nhìn thấy sẽ đẩy một phù lên này là khả năng cao là đẩy luôn được rồi đấy. Sẽ phải tăng A thôi. Bắt buộc là phải tăng A rồi. Vâng, nâng gỗ 2 trước đấy từ thủ chim sẻ. Rồi nâng gỗ 2 và tăng Nga. Nâng nâng lại gỗ 2 nào. Gần đủ rồi, ok nâng gỗ 2 luôn. Thì cung A các bạn đến nhà chúng ta sẽ có cung A một áo chặt gỗ 2. Vấn đề là phải dồn gỗ lên nhanh để còn tăng Nga. Bây giờ mới nâng cung A một áo này. Sen Long sẽ đẩy luôn. Nếu như không đẩy luôn thì là khoai Sen Long đấy. Bởi vì sẽ đã chủ động lên gỗ 2 và ra được rất nhiều ruộng đây rồi. Dân và sóc đều từ đầu đến giờ. Kín nhà mặt 6 giờ. Mà thực ra Sen Long cũng hơi khó để đẩy. Bởi vì biết đẩy đi đâu. Sen Long chưa biết nhà sẻ. Bây giờ mình mới quên mất cái điều đấy. Bởi vì Sen Long chưa biết nhà sẻ nên là anh ấy đẩy thì anh cũng sẽ rén. Nhưng mà chưa khung nhà được. Tăng Nga lên chim sẻ nắng rồi 3. Mình quên mất chúng ta đánh được thế công. Đội bạn không biết nhà chim sẻ nắng từ đầu. Do đơn giản là không có tình huống đẩy tê lên Sen Long. Cũng chẳng thấy có xe giò về đây. Vâng, đẩy luôn 4 công an thì không cửa. Hai lạc đà đứng nhà phù được một công an đội bạn. Xin cái tuổi luôn. Có phù. Ê thôi. Đen ngay lạc đà đi. Đông đấy nhá. Tớn tiếp theo sẽ thì chỉ có hai con cung A thôi. Đang có ba cung A thì đúng hơn. Vác dân ra đập phủ đội bạn cũng là một lựa chọn hay. Khi mà cung A của Sen Long để đây không nhiều. Đâu rồi cung A anh Dai đâu rồi. Thì chưa nhà bé mới để ăn gỗ ở đây đã. Chưa vội vàng đến từ cái thủ chim sẻ. Rất bình tĩnh. Nhưng mà cung A đội bạn dí lên luôn. Lạc đà giật hết phía sau để tránh bị phủ mất. Năm nay là 50 đến từ cái thủ chim sẻ nắng ở trong trận thiếu này. Vâng, đây là phù thủy và cung A đến từ thủ Sen Long. Một bài đấu được cầm cho son thì phù của anh Long sẽ rất là rẻ. Nên là anh ấy sẽ có rất là nhiều phù ở trong trận đấu này. Vấn đề là với một game thủ đã luống tuổi như Sen Long thì liệu rằng anh ấy có đủ tay để khiển hết những con phù thủy của mình hay không. Sẽ đã để một phù để kê ở mặt 3 giờ vào rồi. Cung A một áo kẹp phù của đối phương. Ra lùi lại một nhịp, ra có gỗ 2 rồi. Không biết là Sen Long đã gỗ 2 chưa, mình chưa kịp nhìn đơn chỉ cung A đội bạn. Dường như cũng đã là gỗ 2 đấy Sen Long. Đến nó cái đào vàng. Sắp đường quân. Thủ nhà thoải mái đấy, chim sẻ nắng luôn. Giờ lại xem ép góc 6 giờ xem còn hở hay không. Và đẩy lùi tân quân đội bạn rồi. Năm nay đang số là 57 trên 68. Một bài đấu được cầm Katha đối đầu cho son bắt đầu bung nhà chính ra. Để có thể phát triển mạnh hơn đến từ chim sẻ. Và khung nhà rộng hơn nữa. Đẹp hơn nữa. Đến giáp cùng ai và tăng Nga. Ừ.
Và như vậy là đang có 6 nhà BA và chuẩn bị lên nhà BA thứ 7 để đối thủ chia sẻ rồi. Cũng là 4 nick dân đến Sen Long, hay quá nhờ. Hay đấy, hay đấy. Sen Long cũng đang có một bài đánh thứ 3, một áo kẹp P khá là chất lượng. Và bài sẻ là 60 trong trận đấu này, bị phù mất một vài con Kuma rồi. Và tân đi công của em vẫn chưa thành công, phải lùi về 7 nhà BA đến từ chim trận đáng. Thêm những chiếc ruộng mới, một gỗ vẫn đang khá là đều về. Và đang bùng nhà chính ra đến từ chim trận đáng để phát triển. Giờ chúng ta sẽ cố gắng để làm sao để kê nốt cái mặt từ 3 giờ vào nhà mình nữa, để tránh hiện tượng có những tình huống đi ảo đến từ game thủ Xe Long. Tham 70 đến chim sẻ 7 nhà BA. Và nửa tham rất nhanh đến đi phù của anh Long. Và vừa bị phù mất 1 Kuma. Khá đông quân của đội bạn. Và đặc biệt là những phù chỉ có khoảng 5 Kuma Xe Long để lên thôi. Nhưng mà chủ yếu là phù như là Quan phù này. Mất nửa Kuma ở trên dốc rồi, đang dí theo con phù của đối phương. Và hit and run Kuma đội bạn. Với 7 nhà BA thì lượng quân sẽ đang là rất đông ở trong trận đấu này. Mình nghĩ là Xe Long sẽ không đủ tay để có thể khiển hết những con phù. Long già rồi, sao điều phù khỏe vậy được, không thể rát rạt được nữa. Và bung nhà chính ra để khai thác vàng 2. Đây là chim sẻ với tham gia là 74/80. Chúng ta cũng đã tìm được những mỏ vàng ở bên ngoài bản đồ. Ở mặt 9 giờ kia các bạn thể nhìn thấy những mỏ vàng đấy rồi. Thì nếu như mà đến một câu chuyện đánh đến thời điểm hết vàng thì chúng ta đã có những bãi vàng để khai thác. Chúng ta đang làm sao tập trung vào quân kia đã. Tham gia 75. Rất khó đấy từ xe nào cái chim sẻ đang khỏe như thế này. Rồi tìm nốt mấy bãi vàng trên bản đồ thôi. Thì nữa hôm nay hết vàng ra đi ăn vàng cho nó kia. Hay là lên 4 đánh hot không? Ông quan sắp đều quân này thì mình nghĩ là 4 người 87 nhà BA rồi thì cũng chưa có lâu. Rồi lên 4 sao được. Lực chưa đủ để lên 4 anh em ạ. Tham gia đơn số là 82 dành cho chủ chim sẻ và thêm mỏ vàng nữa đây rồi. Vậy là 1, 2, 3, 4. Là sẽ làm 2 bãi nữa là 6 mỏ vàng đủ rồi. Đủ vàng rồi. Đã tìm thấy hết những bỏ vàng trên bản đồ và Xe Long cũng đi ra ăn vàng luôn này. Anh Long cũng rất kinh nghiệm các bạn có thể thấy. Có một game thủ đã từng thuộc hàng top đầu của bộ môn AOE. Anh vẫn có những cái kinh nghiệm cho riêng mình. Đơn vị quân thi đấu bằng vàng. Đấy, bỏ vàng này thì Xe Long đang ăn và sẽ đang tách Kuma ra để tỉa vàng đối phương. Thêm ruộng với chim sẻ. Rồi như vậy là Xe Long kẹp thêm cả ca. À cha, mỹ miều quá nhờ. Lên giáp 4 nào em ơi. Xin tên giáp 4 nào. Đúng rồi, lên giáp 4 luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ có dốc cao ở nhà bây giờ. Mình để thủ nhà pha 7 e đến thủ chiến trận đáng để bắt Kuma ở Xe Long. Anh Long đi quân không để ý rồi. Đau quá anh trai ơi. Nó mất gần 10 Kuma thì Xe Long vẫn Xe Long chuyển chém nữa. Trời ơi. Có vài gọi là thập cái đá bằng cẩm luôn. Nó sẽ đóng CP. Trong trận đấu này là nữa là chuyển chém nữa. Đưa ra một áo kẹp chém, kẹp ca, kẹp phù, kẹp các kiểu đa điều. Nhưng không cần được chim sẻ đáng. Còn có tên chém vào ở mặt 3 giờ. Khá là bất ngờ đấy, thủ Xe Long sẽ phải chốt e vào ruộng của mình. Còn phù lại những con chém của đối phương. Bây giờ Xe Long chuyển đến chơi toàn ngựa chém luôn. Này, Xe Long chuyển bài rất nhanh. Xoáy như trọng trọng đến từ thủ Xe Long và chú ý ở nhà. Đấy, còn hai con chém trong nhà mà chúng ta cần phải giải quyết. Giữ dân nào. Bắt mấy con chém này đi. Đây là chém của Xe Long. Nào vào chơi luôn này. Chúng ta đang cung á ra 4. Bạn kèm thêm cả ca. Hai con chém đây. Ma ăn chém. Rồi tiếp theo đẩy lên đến cái thủ chim sẻ. Trung lực của sẻ đang rất ổn định trong trận đấu đỏ đi. Rồi không đỏ thì có lạc đà đây cũng thủ được. Chơi được, chơi được, chơi được. Rồi, mặt từ 3 giờ vào đã bị đội bạn chơi. Mặt từ 6 giờ 9 giờ vào cũng đang bị đội bạn chơi luôn. Để đang sắp thêm cả lạc đà đi em ơi. Nãy giờ những mỏ vàng này sẻ đang không khai thác được này. Rồi sau sẽ đang mỏ vàng trên này rồi. Hôm nay là 99 đến từ cái thủ chim sẻ với bài đấu được cầm Katarian. Đối đầu với Sao Song Xe Long. Xe Long đang chuyển bài là cực kỳ hay. Cái tình huống gọi là đánh cung em một áo, sau đó là kẹp P, sau đó lại còn kẹp cả ca. Thì anh chuyển sang cả ngựa chém nữa. Có con chém của Xe Long ở đây. Sẽ bị con cung A dã, xin lỗi ra bị con ngựa chém dã vào đầu, con ca dã vào đầu. Con cung A của mình. Rồi bây giờ có thêm lạc đà ra. Vừa là đảo vừa là gọi là có những tình huống chém ca đối phương. Dân đứng chơi hơi nhiều. Tham gia sẽ đang lên con số là 94/104 rồi, trên 100 rồi. Quan trọng nữa thì cho sẻ ở trong trận đấu này đó là những tình huống cướp vàng. Ôi, có mỏ vàng đây này.
Ây da. Khá bất ngờ đến từ game thủ Sen Long khi đang khai thác mỏ vàng ở bên phía nhà chim xe. Chúng ta chưa nhìn thấy. Mình tưởng bên nhà Sen Long hay mỏ vàng, hóa ra là mỏ vàng ở đây à. Không được, ra để ăn vàng bên nhà em này. Nhầm rồi. Bắt đầu dí đến mỏ vàng của thủ Sen Long thì anh chim trẻ nào. Ta sẽ cơ cấu lại cái mỏ vàng này. Sen Long đang ăn tranh vàng với trẻ đây. Có khá đông quân đi game thủ Sen Long rồi. Mình nhìn nhầm mỏ vàng của chim trẻ nắng, rất xin lỗi anh em. Năm nay là 110/124 đến từ chim trẻ. Với bài đấu được cầm Katarian đối đầu với Cho Son. Hãy check lại trong nhà xem còn sót chỗ nào không. Để chém với cung am phía đối bạn, đẩy lui đơn dân ăn vàng của đối phương đây rồi. Khó chém với chém nhà chính đội bạn đây nữa. Năm nay thì vẫn đang đè khá mạnh lên đối thủ chim trẻ. Khi đối đầu với game thủ Sen Long, bài đấu được cầm Katarian đối đầu với Cho Son. Chỉnh lại những nông dân khai thác ruộng của mình nào. Nó ổn định đi, bị bắt tân quân đi công rồi. Rất nhiều ruộng đến từ vụ chim sẻ nhà. Tham lai là 111 đấy cho em. Với bài đấu này. Và là kích 4. Kích lại. Ok, kích 4 thành công, kích thứ 35. Được rằng Sen Long có lên 4 được hay không? Long sắp phải chém cả ca này, nghĩ là chắc là chưa lên 4 được chứ. Đấy, còn lên được cả 4 thì anh Long cũng khỏe. Khỏe lắm đấy. 104 đến từ game thủ chim trận nắng ở trong trận đấu này. Tiếp tục đẩy quân lên để chiếm mỏ vàng chiến lược ở khu vực góc 8 giờ. Một mỏ vàng mà nhất định là người phải ăn để có những tình huống sóc hót và chờ đối phương. Thấp cả phù rồi bạn phải kéo thêm lạc đà lên đến từ chim trận nắng để thi đấu thôi. Đóng thêm BM, BC để lên đời 4 lần tấn công công nghệ. Gỗ cũng là không cần dùng đến, chỉ để đóng ra điều kiện thôi. BA đến 7 nhà BA đây rồi. Đang thế thôi. Làm trận đời 4 đánh cho nó rực rỡ anh em nhờ. Và xin gửi chào đến gần 20.000 anh em đang xem nha. Anh em cho xin một like, một nút chia sẻ video livestream để cổ vũ sẻ trận đấu này đúng không ạ? Đúng lắm BC vậy. 3 BC luôn à. À có lấy cả đầu máu nữa. Ok. Được khỏe đóng 3 BC luôn. Đầu máu lên rồi, lên cái công nghệ châu máu lên cho những cái móng nhà của mình. 87% rồi. Lên 4 anh em ơi, lên 4. Lên 4 đánh nhau rực rỡ. Nào, để xem anh vào đây. Và anh em có lạc đà đấy. Ây đâu. Xong đem cái gì lên kia, xong hot, lên tầm xa. Vâng, lên đào vàng. Xong là ca đứng thủ Sen Long. Nâng ngựa. Nâng ngựa bắn chặn, nhưng mà đang chờ nâng nốt cái công nghệ máu cho nhà đây rồi. Nâng được rồi. Vâng, vậy Sen Long chuyển quẩy anh em ơi. Anh Giai lại chuyển quẩy thế này nữa. Vâng, quẩy đánh nhau với hot không anh Giai ơi. Rồi, mình chỉ hết vàng đây, có nghìn hai vàng nữa thôi. Có nghĩ đến cái việc đó là chơi dân thần hay không? Bắt đầu bắn vào những quẩy với mũ Sen Long. Đấy, quẩy đá, khắc áo với Kuma. Một áo, nếu gặp hot thì có câu chuyện cảm khác. Công nghệ đang lên dầm dầm đến những vụ chia sẻ nào các bạn thấy. Nhảy choanh rồi. Rất nhiều bài đến từ Sen Long chơi các kiểu đa điểu. Chúng ta một áo kẹp phù, kẹp ca, kẹp ngựa chém, kẹp quẩy đá, kẹp tùm lum tà la la hết lên rồi. Và Ngô Tân cháy một vài dụng nhẹ nhàng như chim sẻ. Nó bắt đầu tụ lực đông hơn và nó bắt đầu khạc ra lửa. Lối đi nào thì cho anh Long ở trận đấu này đây. Một lát nữa chúng ta có thể chuyển đến chơi tê lửa đấy nhá. Chơi cung tê lửa nhưng mà ôi trời ơi. Rồi nhìn mấy em quẩy anh em chán lắm rồi em này. Nó không bắn rồi thì cũng ngứa cả mặt à. Ôi trời ơi. Anh ơi, con mạnh hơn tí được không? Có một vài phù nữa sẽ không, còn lại sẽ không hết vàng rồi. Em hết nước chấm rồi, hết nước chấm rồi. Anh nhẹ 5-0. Đó thì em sẽ đối với 6 ngay sau đây. Ca lên từ tầm này cũng quýt. Và đúng là như vậy, 5-0 nhìn chiếc trận thắng khi có một bài đấu được cầm Kata đối đầu với Cho Son Sen Long. Một bài đấu chơi thấp cầm. Vâng. Cơm rang thập cẩm đến từ game thủ Sen Long nhưng không thể hạ gục chim trận nào. Chúng ta đã có chiến thắng thứ 5 ở trong cuộc đối đầu với thủ Sen Long rồi. Và ta cũng chờ đợi đến với trận đấu thứ 6 ngay sau đây. 5-0 nghe về thủ chim sẻ. Dự đoán thật nhiều để có cơ hội nhận ngay điện thoại dành cho 3 khán giả dự đoán đúng nhiều nhất tuần tại ab4mua.vn. 3 khán giả dự đoán đúng nhiều nhất tháng nhận ngày laptop. Dự đoán tại aoe4mua.vn. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo sau đây anh em ơi. Năm mo rồi.
Và chào anh em nhé, anh em xin một like với xe anh em ơi. Gặp sếp có quả màn hình to quá anh em ạ, màn hình to là đùng ngã ngựa này. Và ra đến với trận đấu tiếp theo, Kataia, đó là quân ở trận đấu này. Đây là trận đấu thứ 6 ở trong của đấu này rồi. Sẽ là bài đấu tiếp tục được cầm Katha và Sen Long đã không còn cầm cho Son nữa. Nó cũng chỉ là một con Yamato mà thôi. Con Yamato nó hơn con Katha này ở cái cung A2A và khả năng ghép lời tốt. Thì chúng ta vẫn có một bài đấu nếu như đẹp về đồ ăn thì có thể chơi phù với game thủ Sen Long được ở trong trận đấu này anh em ạ. Đây là một quả đầu đang có, đó chính là 6 cây nghiêng về cái thủ chim sẻ nắng. Với bài đấu được cầm Katha đối đầu với Ia trong tay của thủ Sen Long. Trận này thì quân của anh Long đã được đánh giá được cửa trên. Trận trước là một bài đấu mà các bạn có thể thấy là cái thủ Sen Long anh ấy chơi rất nhiều bài, cũng chơi bài nào thì cũng không hạ gục được cái thủ chim sẻ nắng. Hơi đen. Và cảm ơn Trần Hùng được gửi tặng cái thủ chim sẻ nắng 50 sao nha. Thank you anh em. Và ở trong giải đấu lần này thì giải đấu duy nhất tại giải đấu AFF 4 mùa Super Cup, anh em có thể xem trận đấu nếu thấy hay và yêu quý game thủ thì có thể dùng điện thoại nhắn tin theo cú pháp dưới đây để tặng quà cho anh em game thủ thắng trận. Các bạn có thể soạn tin theo cú pháp là DN5 cách 04 gửi 9158 với cước phí là 5.000 đồng, hoặc với cú pháp DN15 cách 04 gửi 9158 với cước phí là 15.000 đồng. Đây là một trong những hình thức để anh em có thể donate cho game thủ chim sẻ nắng ở trong giải đấu lần này. Rất cảm ơn anh em đã tham gia theo dõi. Mỗi trận thì sẽ có một cái mã số donate khác nhau, ví dụ như trận của sẻ 04, trận hàng 05 gì đấy. Đây là 7 hiệu đầu dành cho game thủ chim sẻ bài đấu được cầm Katarian đã có những cái rừng gần nhà đối đầu với Yamato của Sen Long. Tôi vẫn đang mong chờ một trận đấu mà sẻ hạ Sen Long với tỷ số 7-0, nhưng phải chờ đã. Nhìn như map hủy ơi à, đó map lam anh. Đấy, hiệu được đưa về 4 con. Ơi ít hiệu nhỉ, chỉ có 4 con hiệu thôi, có đầu đang là hơi xa. Nhìn qua đây có thể không được nhà rồi. Vấn đề là IA nó vẫn có những con cung A hay áo. Có điều là xem bài vở như thế nào đã. Đấy, hiệu 4 con đưa về và vẫn như thường lệ thì xin phép anh em dành cái phút cho quảng cáo đầu trận đấu anh em nhé. Ba khán giả dự đoán đúng nhiều nhất mùa giải nhận ngay xe máy. Dự đoán tại ae4mua.vn. Hãy tặng quà cho tuyển thủ mà bạn yêu thích tại ae4mua.vn. Ok, và cùng quay trở lại với trận đấu này thôi. Vậy là bầy hiêu đang được cái thủ chim nhắn đưa về được 3 con hiêu. Đối tượng kia đi dò thì đang chưa thấy thêm đồ Janga. Trận đấu đang là hơi xấu dành cho game thủ chim sẻ nắng khi đối đầu với anh Long. Ở trong mặt 3 giờ thì chúng ta có thể đóng nhân đôi ăn cả gỗ cả vàng rồi. Và đang khá nắn nót với con hiêu cuối cùng, 7 hiêu đầu. Ôi, bài xấu thế. Không thấy đồ gì luôn anh em ạ. Dẫn đi dò không thấy gì cả. Ảo nhờ. 19/24 và đây là chiếc bét đầu tiên đến từ game thủ chim sẻ để khai thác gỗ. Đối nó con hiêu 7 hiêu đầu về. Bài đúng là không có gì ăn luôn này. Vậy là một map đấu đang rất nhiệt dành cho game thủ chim sẻ nắng khi đối đầu với game thủ Sen Long. Như vậy là phải đi đập lô để sẻ rồi. Từ đầu đến giờ đây là trận đấu xấu nhất. Đây có một mỏ quả phụ, xin lỗi các bạn, không phải đập lô nhưng mà vẫn thiếu một đồ. Hiêu 4 một mỏ quả là cái sư tử nữa. Quả phụ 5 cây. Quả đầu 6, quả phụ 5, hiêu đầu 4. Bài min của min. Chào anh Vũ Gia Tuệ nha, chào anh em. Đâu rồi, thêm một voi thôi. Vẫn thiếu. Giờ thấy quả phụ thứ 2 thì còn đánh được. Cố đánh phủ, hy vọng Sen Long bài cũng không đẹp. Rồi, như vậy có thêm hiêu voi. Rồi, lên khai thác ở đây thôi. 26 dân đến chim sẻ, dừng dân chờ tới kích đời. Đấy, chờ lực từ mỏ quả dồn lên để kích đời, sau đó thì cố gắng dồn thực bầy hiêu. Có một bài đấu cố gắng để ép đời trong trận đấu này. Bài 26 dân Katha đến từ chim sẻ đã đưa voi đầu tiên về chính cho mình rồi. Tiếng game thì chậm hơn hình á. Chậm hơn anh em nhở. Rồi, như vậy là 9:03 với 26 dân Katha đến từ chim sẻ. Một bài ép đời là rất muộn dành cho em ở trong trận đấu này. Em chưa chạm bé nữa. Ăn một hit rồi. Quang Phi đừng để con voi nó quay đầu.
và giải quyết voi này thôi. Cạnh bí hiệu này nó còn một voi nữa. Cứ từ từ. Nếu mình nhìn không nhầm mình như xe 5 chết 1 dân đúng không em nhở? Anh em đợi chút để tôi check lại cái. Xe 5 chết 1 dân anh em ạ. Xe 5 chết 1 dân trong trận đấu này. Nhưng mà với cái bài kích 9 như này của sẻ thì mình nghĩ để lên đời sớm hơn xe 5 thì đúng là rất là khó. Thu hốc về trong 3 giờ. Như vậy anh Long vẫn lên đời sớm hơn xe. Mặc dù có một bài đấu chết dần. Đóng lờ cao luôn đến từ chim sẻ và cung hốc ở 3 giờ. Kích đời ở 11 phút 30 với bài 26 dân Katharian. Bài này vẫn ép 11 30 được là cũng giỏi nên Sen Long thì 27 dân rồi. Càng đét đẹp luôn. Nâng cấp công giáp cho ngựa giò và giải quyết voi này thôi. Giờ phải bo nốt mỏ vàng và mỏ gỗ. Ở đây có thêm voi nữa có lực này. Đánh kiểu như này là chúng ta sẽ chỉ chơi phù rồi đấy. Đang kéo dân về và câu voi nữa đây từ chim sẻ chưa thấy giò Sen Long đâu cả. Sen Long đánh thẳng cung A rồi. Cứ từ từ nhá. Đây Sen Long đánh thẳng cung A nhờ công giáp đầy đủ này. Đi con voi này đi. Lên xong lên xong được cái gì đây? Công rồi, lên được cái công rồi. Đào 40 vàng đánh cung A rồi. Đánh cung A đấy Sen Long rồi. Sen Long đánh cung A các bạn ơi. Mới đào 40 vàng, Sen Long lên đời sớm hơn bao nhiêu mà bây giờ 40 vàng đánh cung A rồi, dâng dân lên thôi. Công P. Nhanh nào. Và một L dành cho cái thủ chim sẻ và nhà Sen Long dường như ở 6 giờ. Trong trận đấu này đây là nhà BP đến chim sẻ nhắng. Có bài đấu lên đời muộn hơn Sen Long là khá nhiều. Chào Dicky Sen Long nhé các bạn. Đây là nhà BA đến anh Long. Long sẽ khung nhà rồi và chắc chắn sẽ giật hết cung ở bên trong. Sẻ đang tìm đường lọt vào nhà đối phương. Chưa đường lọt vào. Cung A một áo đã có thì cho cái thủ Sen Long luôn. Nên đời sớm hơn sẻ rất nhiều. Một L đều thôi. 2P rồi. Không có P lên Sen Long. Nếu như mình nhìn không nhầm là không có P. Đấy, mặt này cũng là một mỏ vàng nhưng mà chắc chắn là có vàng khác rồi. Đánh cung A thì phải có vàng khác chứ. Sẽ bắt đầu bị ở đây. Đang công nghệ các phù, Sen Long đang cố hết cung A vào bên trong. Vẫn căng. Thêm vài chiếc nhà bè nữa thì chia sẻ. Phù đi kìa. Đỏ đây. Rồi làm được 1 cung A đội bạn. Đội bạn đang có 4 cung A, ta phù được 1 con. Đang chuyển sang sóc chém 3P đi chim sẻ đây rồi. Phù hết phù lại nào. Đội bạn chưa đủ tầm xa để với đối phù của chim sẻ. Đến công nghệ như con phù thủy rồi. Chém nào và phù đứng sau vẫy. Đi e thôi. Đấy thêm 1 quả nữa. Ở đây thì ăn vàng đi chim sẻ. Đi nào. Phù đó. Chưa phù được chúng ta vừa rồi. Có dân đến xe lòng tập trung. Chúng ta đi công. Đỏ đê, đỏ đê, đỏ đê, đỏ đê, đỏ đê. Thêm phù nữa, phù đen đi, cái thủ chim sẻ nắng. Ba con phù đều đen à. Ảo ma Lazada thế là rời. Ba con phù đều phù đen, ở đây phù được 1 con rồi. Phù được 2 con. Hồi 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 máu, hồi máu, hồi máu, hồi sức cấp cứu. Phải dâng 3P lên chim sẻ. Vẫn danh là người đánh phù hay nhất Việt Nam. Nhưng mà nãy giờ thì khi mà phù đen thì các bạn không còn hay nữa. Phù phải đỏ mới là hay cơ. Phù đen thì nó chưa hay lắm. Thế mỏ quả thì cho cái phù chim sẻ 1 lờ đều thôi. 36 dân đến từ cái thủ xe long rồi. Đã hồi máu lại cho con ngựa chém của mình. Thích thì phù luôn con dân kia đi để cho nó khỏi sửa đi. Rồi đi nào. Sống lên. Anh em. Rô. Vào là cái chắc rồi. Ở trong xe long có bao nhiêu nhà bia. Bao nhiêu cung A. Một con đang bị phù. Tiếp tục vẫy cho con cung A khác. Một con cung A phù được rồi. Vẫy đi. Vẫy đi. Có thêm BA bên trong nên xe long và chém bắt đầu có thể lao vào bên trong được. Nhưng không thể vào nên chim sẻ khi cung A đang là quá đông để cho cái thủ xe long. Cực kỳ căng cỏ ở trong tuần này.
Vâng, đang cố gắng gom chém. Mà đảo chém thì chia sẻ để cho những con phù đường có thể vẫy. Thì con phù nó vẫn đang ra là hơi chậm khi mà chỉ còn 3 nhà PP đây, 4P, 5P mới chơi được ông này. Tỷ số được rút ngắn còn 1-5 nhà Sen Long. Trận thắng đầu tiên cho Sen Long ở trong buổi tối ngày hôm nay khi đối đầu với thủ chim sẻ. Một bài đấu đang có vẻ là khá xấu thì chim sẻ nắng. Nhưng mà đến đời ở phút kích đời 11:30 anh em ạ. Nhưng mà Sen Long đã có chạm vào trước cuộc đối đầu với thủ chim sẻ rồi. Xin cảm ơn anh Thắng Sàn Shop VO đã gửi tặng sẻ 100 sao nha. Thank you anh. Đấy cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 7 ngay sau đây. Chạm đầu tiên thì Sen Long trong cuộc đối đầu với chim sẻ. Truy cập ngay aoe4mua.vn để dự đoán và có cơ hội nhận ngay thẻ cào, điện thoại, laptop, xe máy. Bỏ ra 2.000 nhận ngàn quà tặng. Dự đoán ngay tại aoe4mua.vn. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo. Đây là trận thi đấu thứ 7 rồi. Và duy nhất tại giải đấu A4 mùa Super Cup, anh em xem trận đấu nếu thấy hay và yêu quý các game thủ thì các bạn có thể dùng chính chiếc điện thoại của mình nhắn tin theo cú pháp DN5 cách 04 gửi 9158 với cước phí là 5.000 đồng hoặc DN15 cách 04 gửi 9158 với cước phí là 15.000 đồng để có thể tặng quà cho game thủ thắng trận nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều và ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Xin chỉ có thể là hòa đến thắng, không thể thua. Quân cùng trận quân rồi bạn, chỉ có thể từ hòa đến hơn thôi. Và như vậy xem nào, xem mã get out là cũng nhầm mã mà gọi là phạt 5 triệu đấy. Sao thế? Sao nhở? Anh em đợi chút để mình liên hệ với chim sẻ nào ngài. Không được quýt trong phút 13 mà. Nhắm mắt cái gì vậy? Anh em đợi mình chút nha. À, vâng, như vậy là Sen Long lại quýt sớm trước phút 13 này, quen tay đúng không? Ôi trời ơi, 6-1. Quen tay à. Đây, để mình báo sẻ cái. Vâng, quen tay. Vậy. Tôi bảo rồi, không được như vậy. Yes. Hình phạt này có ngay. Ban tổ chức công báo sẽ có hình phạt dành cho thủ Sen Long Yamato trong game thủ chim sẻ. Ia đối đầu với Fo. Và như vậy là Ia Fo con này em đang cửa dưới. Ia Fo và Sen Long là người được cầm Phoenix. Như vậy là có voi, có quả đầu ở đây đang có là 7 cây đấy chim sẻ nắng. Nhìn qua rất là đẹp mắt rồi. Gỗ đầu gần thì nó xanh mượt ở gần khu vực góc 12 giờ. Rừng là rừng thông dành cho thủ chim sẻ. À, không thể như thế được anh em ạ, không thể như vậy được. Ban tổ chức đã có luật đưa ra và chắc chắn sẽ có hình phạt cho thủ Sen Long. Lắp cổ đau đấy, đau đấy anh em ạ. Anh quen tay nhìn thấy xe cái sợ thì chạy luôn. Không sao, như vậy là để chốt quả đầu đang có 7 cây. Bài đấu này chim nhà nắng dành cho con Yamato đối đầu với Fo trong tay thủ Sen Long. Chúng ta đến với trận chung kết sớm cho Sen Long khi đối đầu với sẻ rồi. Trận trước thì sẻ đã thua trong một bài đấu kích 9 ở đời 2 và đời 3 thì kích tận 11:30. Không công được phụ vào bài IA đánh cung A hai áo của Sen Long khung nha. Thì chúng ta cũng đến với trận đấu chung kết sớm cho Sen Long, một bài đấu cũng khá là khung ở trên mặt 12 giờ đấy chim sẻ. Với con Yamato này đã có sẵn một voi quả đầu 7 rồi, không chậm dân hiểm đầu đến cả hai game thủ. Và vẫn như thường lệ thì đến với trận đấu này, xin anh em dành những phút cho quảng cáo đầu trận đấu ạ. Bỏ ra chưa đến một ly trà đá để dự đoán dinh quà to tại aoe4mua.vn. Cập nhật kết quả và lịch thi đấu ngay tại aoe4mua.vn. Và duy nhất ở tại giải đấu aoe4 mùa Super Cup, anh em xem trận đấu nếu thấy hay và yêu quý game thủ thì các bạn có thể dùng điện thoại nhắn tin theo cú pháp DN5 cách 04 gửi 9158 với cước phí là 5.000 đồng hoặc cú pháp DN15 cách 04 gửi 9158 với cước phí là 15.000 đồng để có thể cổ vũ tặng quà cho game thủ thi đấu hay và giành chiến thắng ở trận đấu vừa rồi. Game thủ chim sẻ nắng thì đây là một trong những hình thức donate cho game thủ chim sẻ đấy anh em. Và đây là bài đấu mà sẻ đang có một con voi, một bầy hiêu, một mỏ quả phụ, thì một chút đồ nữa với Yamato đối đầu với Fo. Con Fo đánh giá nhỉnh hơn con IA khá nhiều với một con lưỡng quân. Fo nó chỉ yếu hơn xem ban này.
Còn bất kể không gặp ban thì cũng chỉ là cân, thì vẫn xem tí. Gặp ban là cân cân ban. Phụ rất khỏe anh em nhá. Lượng quân cực kỳ mạnh ở map là. Đấy sẽ là S đầu đến từ chim sẻ tạm cánh rừng thông. Và đấu sẽ khung nhà, chắc chắn thôi. Bây Yamato này không khung nhà thì người ta cười cho. Chí sẻ đang muốn lùa bầy hươu này về nhà chính cho mình luôn. Bầy hươu đang có 5 con. Đã thiếu một đồ, có lẽ cặp cơn gần đi dò thôi. Rồi, chào tất cả em đang xem nha, hello mọi người, hello anh em. Sẽ là có chiếc chim sẻ nắm một chạm. Hào đánh với BB không được chạm nào. Chào anh luật sư Ngô Thạnh nha, hello anh. Có thêm một voi dành cho bài đấu này của game thủ chim sẻ nắng rồi. Và cơ cấu trước nhà BG để có thể khai thác một quả này của mình thôi. Thêm một voi này là đủ. Như vậy đấy, bầy hươu này sẽ ăn ở mỏ vàng chứ không đưa về nhà chính đến từ cái thủ chim sẻ nắng được. Chúng ta sẽ có hết nhân đôi để ăn cả hươu cả vàng và câu thêm một voi về đây thôi. Dân đi câu voi nó đang hơi lắc lư. Điểm số xe long đang khá là cao. Đã có 24 dân đến chim sẻ thêm bầy hươu nữa. Nếu như cảm thấy đói quá thì có thể ăn thêm bầy hươu này cũng được. Ở đưa voi về thôi. Bị húp rồi và kích đời ở 7 phút 4x với bài 26 dân của IEA dành cho game thủ chim sẻ nắng. Vừa voi về và giải quyết voi này luôn. Ok, voi đã chết. Và một bài đánh 26 dân đến từ game thủ chim sẻ ở trong trận thiếu này. Đời đang khá là bọc binh đến chim sẻ đây là BL. Và đây sẽ là nhà BM đến cho em. Người đời sớm hơn xe long là đương nhiên rồi. Cộng 1 dân thì bài này sẽ kích đời ở tầm độ 10-10 gần như xe. Đúng chưa? 10-10 không? Kích. Và như vậy là 10-11. Ôi, nó ép đời như xe các bạn ạ. Anh ngại em. Và nó ép đời như xe như thế này. Chết tôi. Thêm khoanh ruộng nữa thì cho thủ chim sẻ nắng và đẩy giò đi. Công giáp thương ngựa giò. Đấy cũng xem sen long đang nằm ở đâu trên bản đồ này. Cầm ý ai em đợi như sen thế này. L2 thì nó chim sẻ. Như vậy là khung nhà rộng để bo cả mỏ vàng luôn. Nhưng mà đây là một tình huống vẫn chưa phát hiện nhà xe long ở đâu cả. Phải đấu được cầm phô đến anh Long. Là anh Long có phải đấu đánh thẳng cung hay không? Đây rồi, phô bo nhỏ như này đánh chém rồi. 2L đến từ cái vụ chim sẻ. Xe long chưa lên đời 3. Chúng ta lên đời sớm hơn. 3 dân lẻ này giò không giáp chắc là xiên được. Giò không có giáp đến từ chim sẻ nắng. Xe long có giò thủ ở trận đấu này. 2L bắt đều đến chim sẻ. Bài này chơi trâu chém luôn cho anh em hiểu vấn đề luôn. Đánh cho anh Long biết như thế nào là lối chém Việt Nam. Kích 9 như sen. Cầm đi à. Chém cho anh Long hiểu vấn đề luôn. Hơi đáng tiếc khi mà không có giáp cho con ngựa giò. Nếu như một con giáp thì chúng ta sẽ không thể kích đời chuẩn như vậy được. Con giáp thì phải ăn thêm bầy hươu nữa. Xem Long đã lên đời 3 rồi. Và chúng ta sẽ có những hướng thả chém với cái thủ chim sẻ. Bye bye Yamato như thế này. Không phải kích 9 cho các bạn, kích 10. Em đời như sen chứ không phải kích 9. Có dân ở nhà BL rồi bạn kìa. Bo nhỏ đến từ game thủ Xe Long. Cũng rất nhanh. Hay. Tơn bo nhỏ thành công cho game thủ Xe Long ở trong tơn vừa rồi. Dân ở nhà chính của anh Long đang chạy. Nó sẽ bắt dò đối phương trước. Có lạc đà thủ. Hôm nay đang số là 37/52 và đang ra dân đều. Dành cho chim sẻ nắng ở trong trận thiếu này.
đang tìm ra đàn hoàng với thủ Sen Long. Đây là mỏ vàng, cũng đã có bánh xe cho thủ Sen Long luôn. Có P chưa? Mà thầm này thì mình nghĩ nó thì không ngán P nữa. Tầm này lạc đà còn bổ chứ P bủng gì tầm này đúng không anh em? Tầm này lạc đà cũng múc. Không có gì công ở nhà chim nhảy nắng, cứ thế là khung nhà dần dần là chưa vội. Sau giờ này chúng ta có thể lên bánh xe và tăng L3. Chúng ta một con ngựa chém Sen Long đánh thẳng 2 L với chim sẻ luôn. Bánh ấy bay vàng rồi. Thì vàng ở đâu mà sóc lạc đà được anh trai? Sen Long bay vàng rồi các bạn. Mất vàng rồi, 2 L đều. Rồi thêm một con lạc đà nữa, Sen Long mở ra. Có hai lạc đà thì chủ nhà đến từ Sen Long rồi. Lạc đà công giáp, gặp chém có công không giáp thôi. Mà Sen Long thấy, các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng là Sen Long có quá ít quân. Để đối đầu với thủ chim sẻ, lên bánh xe. Thêm một cái ruộng nữa rồi tăng L3 thôi. Có con giò đến thì anh Long cũng chết luôn. 2 L là siêu siêu đều đến từ chim sẻ, đốt L đối thủ. Nó bệnh chứ. Cái này bãi vàng thì Sen Long bãi vàng không? Vẫn ra lạc đà ăn vàng đâu nhở? Ra lạc đà này. Rất là xin thủ Sen Long bán vàng rồi. Vâng, đây hết vàng rồi, chuyển sọc đơn rồi. Hết vàng rồi. Thôi, sọc đơn thì không có tí cửa gì hết. Vâng, tất cả năm xuông. Lên công 4 trước à? Giờ là đang sọc đơn với thủ Sen Long rồi. Giờ chúng ta có thể bổ thoải mái với cái thủ Sen Long ở trong trận đấu này. Hôm nay là số là 47/68 nên cho cái thủ chim sẻ. Có cung R nữa nhưng quá khó đến từ cái thủ Sen Long. Đúng rồi, một con quái vật như chim sẻ nắng. Giờ bây giờ bắt công 26 lên công 1 kích 10-11. Như Sen thì đánh cây gì? Chỉ có thể là quýt L3 đến từ chim sẻ. Và BC để lên nốt cái đầu gấu. Ôi ôi ôi. Nó khỏe cứ gọi là kinh khủng tởm. Vậy Yamato nó vừa bị quần mà nói là quá khác biệt ở trong map này. Với một vài đấu đẹp như vậy mà thực ra thì đây một bản đấu cũng phải là quá đẹp voi xa. Có ông sẻ ông ấy đấu kiểu gì đấy chứ. Và tỷ số nhất định là 7-1 dành cho chim sẻ nắng khi đối đầu với game thủ Sen Long. 7-1 dành cho sẻ khi đối đầu với Sen Long ở trong buổi tối ngày hôm nay. Rất ghê gớm đến từ game thủ chim sẻ với bài đấu được cầm Yamato và đã kết thúc được game thủ Sen Long ở trong lượt trận đầu tiên của giải đấu AFF 4 mùa Super Cup. Và đây là giải đấu duy nhất mà anh em có thể ngay bây giờ các bạn có thể soạn tin nhắn ngay trên chiếc điện thoại của mình với cú pháp DN5 cách 04 gửi 9158 với cước phí 5.000 đồng hoặc DN15 cách 04 gửi 9158 với cước phí là 15.000 đồng để có thể donate cho game thủ chim sẻ nắng nha anh em. Và chiến thắng đã có đến từ game thủ chim sẻ nắng với tỷ số được ấn định là 7-1. Và xin phép anh em dành những phút quảng cáo nữa. Dự đoán ngay kết quả trận đấu đang diễn ra tại aoe4mua.vn. Hàng ngàn phần quà hấp dẫn đang chờ đón quý khán giả. Dự đoán tỷ số trận đấu đang diễn ra tại aoe4mua.vn. 30 phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Và như vậy là cái đấu lượt trận đầu tiên của thủ chim sẻ nắng ở trong giải đấu AFF 4 mùa Super Cup xin phép được khép lại tại đây với chiến thắng dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong cuộc đối đầu với thủ Sen Long với một tỷ số là 7-1. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những ngày thi đấu tiếp theo của giải đấu AFF 4 mùa Super Cup. Team FS sẽ quay trở lại vào ngày 7 tháng 5 với cuộc đối đầu giữa Mạnh Hào He. Và trong ngày 7 tháng 5 thì chim sẻ nắng sẽ đối đầu với game thủ Nam Sông Kiều lúc 20 giờ. Đó là lịch thi đấu tiếp theo, vòng đấu tiếp theo của game thủ trong team FS. Hẹn gặp lại anh em vào ngày 7 tháng 5 ở trong giải đấu AOE 4 mùa Super Cup nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và cảm ơn anh Thắng Sản Shop Vero đã gửi tặng sẻ 100 sao ạ.